Bạn chuẩn bị xem nữ trình nắm chắc không được, để cha đến tập 121. Đây là một trận ác chiến, tránh không được. Có lẽ trong các người tuyệt đại bộ phận, đều sẽ vẫn lạc trong chiến tranh. Khi Âu An ngữ khí rất chậm, tràn đầy trầm trọng, thân là càng cao dưới vức thần nữ, khi Âu An cũng sẽ tham dự vào trong cuộc chiến tranh này đi. Lại là lấy 3.000 đạo chấu phát lệnh người thân phận, cho dù là nàng, cũng có vẫn lạc mạo hiểm. Bởi vì ở mảnh này dị vực đại lục bên trong cũng tồn tại vị cách không kém gì nàng tồn tại, đồng dạng đến từ cổ hồng hoang, song phương là quan hệ thù địch một khi ba ngàn đạo châu bị thua rơi vào tay đối phương súng chẳng tuyệt đối sẽ không quá mỹ hảo cho nên mới sẽ tại tà đạo dưới lúc không lâu dư lực ngăn cản ba ngàn đạo châu sinh linh tự giết lẫn nhau giữ lại lực lượng cùng dị vực đại lục khai chiến có sinh linh hỏi thăm mai triệu tập chúng ta đến đây không phải từng nói có cơ duyên tranh đoạt sao khi âu an nhẹ gật đầu không tệ đây cũng là ta muốn nói cho các ngươi chuyện thứ hai hai năm trước ở giữa ta cùng cái kia mảnh dị vực đại lục người phụ trách đã tiến hành qua đàm phán tại toàn diện khai chiến trước đó sẽ lấy song phương đại lục thiên kiêu đến tiến hành liên quan đến đại lục khí vận giải thi đâu câu nói này mới là hi ấu an tốn công tốn sức đem ba ngàn đạo châu đạo thống người cầm quyền đều hô tới nơi này nguyên nhân chủ yếu thỉnh thần nữ đại nhân nói rõ cô càn đã nghe rõ vẫn là lão xáo lộ hai bên đánh nhau không có khả năng ngay từ đầu thì toàn quân xuất động cũng nên có chút trò vui khởi động cái này là tiểu thuyết thường dùng xáo lộ vô luận như thế nào đối với cổ càn tới nói chỉ cần có thể đánh lên liền tốt cổ càn cũng không lo lắng ba ngàn đạo châu thất bại mà là tại mưu đồ nên như thế nào theo trong chiến tranh kiếm chắc lợi ích lớn nhất cổ tuyết ly nhìn đến cổ càn thần sắc bình tĩnh ánh mắt chỗ sâu lưu chuyển lên dị dạng quang mang làm sao không biết cái này số phôi lại đang nghĩ một số thiệt người lợi mình bẩn thỉu thủ đoạn khi âu an gặp đại gia tính tích cực đều bị điều động chỉ có cổ càn một bộ đưa mình nằm ngoài mọi việc dáng vẻ trong lòng không khỏi tức giận bất quá lúc này toàn bộ trường hợp cũng không tiện nói thêm cái gì Tại còn chưa cùng dị vực đại lục giác giới trước đó, cách mỗi 3 năm đen tổ chức một trận giới vực giải thi đấu, sở hữu có tư cách, hoặc là được tuyển chọn sinh linh, sẽ bị thiên đạo chi lực mang đến hư vô không vực. Bên trong thiên đạo chiến trường, cùng dị vực đại lục thiên kiêu tiến hành lôi đài chiến. Khi Âu An bắt đầu giới thiệu kỹ càng giới vực giải thi đấu quá trình, đối với giới vực giải thi đấu, cổ can chỉ quan tâm thẳng có chỗ tốt gì lớn hơn viên mãn thế giới nhỏ hơn nguyên tắc bên trong diệp hạo tại tả đạo giới đoạt được hỗn độn thanh liên về sau lọt vào vô số lão quái truy sát bị huyền thiên thần tôn lấy huyền thiên thần điện phá giới xuyên thẳng qua đến hạ giới đi lại đạt được mời câu duyên tại có đầy đủ tiền vốn về sau mới dám trở về ba ngàn đạo châu cho nên mà đối với giới vực giải thi đấu cái này tình tiết cổ càn cũng không hiểu biết kỹ càng Cho hi âu an giới thiệu xong giới vực đại chiến quy tắc về sau có một đầu khí tức kinh khủng cửu đầu sư tử trực tiếp hỏi thăm cửu đầu sư tử thanh âm rất trầm thấp thanh âm truyền ra ngoài khiến trái tim con người cũng cùng theo một lúc tiếng rung để cho ta đi chén giết không có vấn đề nhưng ta muốn biết ta có thể được cái gì chỗ tốt Vấn đề này vừa ném ra, còn lại sinh linh ảnh mắt đều là lần nữa rơi vào hỷ ẩu an trên thân, trong mắt đều có chờ mong. Đây mới là bọn hắn quan tâm, không lại chỉ là bảo hộ gia viên khẩu hiệu, bọn hắn cũng chỉ sẽ mặt ngoài làm giá một chút. khi an mỉm cười, trong lòng đối với cửu đầu sư tử, cũng còn lại loại tư tưởng này người khinh thường. Nhưng trên mặt nổi vẫn là duy trì lấy đoan trang lễ phép hình tượng nói. Giới vực chi chiến cũng có thể coi là thiên đạo chi chiến, trước đi tham gia giới vực chi chiến sinh linh, trên thân đều sẽ có 3.000 đạo châu thiên đạo tạo nên thiên đạo khí vận chi lực đông dạng dị vực đại lục sinh linh cũng là như thế chỉ cần có thể đánh bại đối thủ liền có thể thu được đối phương thiên đạo khí vận chi lực căn cứ mức độ đậm đặc nhưng tại ba ngàn đạo châu bản thổ tuy thời tùy chỗ đổi lấy các loại chỗ tốt chỉ cần cướp đoạt thiên đạo khí vận chi lực đủ nhiều cho dù là thân khí cũng có thể đổ lấy cổ càng nghe xong ấu an giới thiệu luôn cảm giác có chút quen thuộc giống như là hệ thống một dạng tích lũy tích phân đủ nhiều liền có thể tìm hệ thống đổi lấy các loại tài nguyên tu luyện kỳ thật đa tử đa phúc hệ thống tại cái này vũ trụ đánh cắp đủ nhiều quy tắc chi lực về sau xác thực thì có tư cách đi mở tích thế giới mới chính mình cùng ngày nói cho nên hệ thống cùng thiên đạo ở giữa cũng quả không thật có thiên ti vạn lũ liên hệ chỉ bất quá cổ càn có thể không cần thiên đạo khen thưởng thần khí chỉ cần mình sinh con đa tử đa phúc hệ thống liền siêu việt thần khí đạo khí đều có thể khen thưởng cho mình mà lại sinh con nhiều an toàn à cần gì phải chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy đi chém giết đâu bất quá Cổ càn đột nhiên toát ra câu nếu như thiên đạo khí vận chi lực đủ nhiều có thể hay không để cho thiên đạo mang ta giết người khi Ấu an sững sờ giết người thần khí không thông sao, ngạch cái này tất cả mọi người là ba ngàn đạo châu đồng bào vẫn là dĩ hòa vi quỷ tốt nói lời này chính là cổ càn khi Ấu an cũng liền chấp nhận hắn vô lễ dù sao hai người có giao tình tại cơ bà tiên nghe được cổ càn nói lên vấn đề chỉ cảm thấy trái tim mỗng nhiên nhảy lên xuống hắn nhìn lấy cổ càn trong đầu hồi tưởng đến chính mình nghi tử cơ bằng chỉ là vô lễ một câu thì một câu a kết quả là bị cổ càn giết hết bên trong hết rồi cái này có thu tất báo tiểu nhân khẳng định là cảm thấy cổ tộc không phải thông huyền đế triều đối thủ muốn mượn thiên đạo chi thủ giết mình này tâm vô cùng ác độc người khác đều đang nghĩ là thiên đạo khen thưởng các loại đỉnh cấp trí bảo kết quả cổ càn con hàng này vậy mà nghĩ là theo thiên đạo nơi này mua hung giết người còn lại đạo thống người cầm quyền nhìn về phía cổ càn ánh mắt cũng không được bình thường thân là người cầm quyền không cần phải suy tính là thâm niên đạo thống phát triển ạ à. ngươi hỏi có thể hay không mua hung giết người là có ý gì khủ phụ cổ cắn hai tay nâng lên hưng phía dưới nhỏ áp lộ ra làm cho người như gió xuân ấm áp giống như nụ cười đại gia đừng hiểu lầm ý của ta là mượn nhờ thiên đạo tay tiêu diệt những cái kia tà tu đại gia suy nghĩ một chút chờ trăm năm sau chiến tranh bạo phát đen sẽ tạo thành vô số núi thay biển máu đối với tà tu tôi nói tuyệt đối là một trận thao thiết thịnh yến chúng ta ở tiền tuyến liều sống liều chết vạn nhất bọn hắn ở sau lưng giở trò đâu tà tu xảo trà, giỏi về ngụy trang chúng ta không dễ phân biệt giao cho thiên đạo xuất thủ mà sát có thể lấy tuyệt hậu hoạn không biết các vị cảm thấy thế nào? Cổ cả lúc này xem ra hình tượng, cũng là một cái người khiêm tốn, người nào cũng sẽ không đem hắn cùng phản phái liên hệ đến cùng một chỗ. Tại chỗ chúng sinh linh cũng không phải người ngu, nơi nào sẽ tin vào cổ can lời nói của một bên, rõ ràng thì là muốn mượn thiên đạo chi thủ, diệt trừ đối cổ can bất lợi đối thủ cạnh tranh, còn nói đến như thế đương hoàng. Ha ha, cổ tộc trưởng mưu tính sâu xa, tài hạ bội phục. Tuy nhiên cổ tộc trưởng nói có lý, có thể việc này còn cần bàn bạc bà kỹ hơn cổ tộc trưởng lúc trước thế nhưng là tại tà đạo dưới rực rỡ hào quang chẳng lẽ lại còn có tự tin trên lôi đài giết hại trăm vạn dị vực sinh linh nguyên một đám mặt ngoài đều đối cổ càn biểu hiện ra tương đương tôn trọng nhưng tâm lý đều ở trong tồi mắng gia hỏa này của thực đáng giận cùng cực một khi hi âu an đồng ý việc này như vậy còn lại mấy cái bên kia chuẩn bị đục nước béo có đạo thống nhất định phải cân nhắc thế lực đối địch có thể hay không điên cùng lên lôi đài tích lũy đại lượng thiên đạo khí vận chi lực sau đó tìm thiên đạo mua hung giết chính mình kể từ đó thế tất sẽ hình thành một trận ác tính cạnh tranh Tựa như quỷ hoa bảo điển cỏ đầu đường về sau, ngươi nếu là không tu luyện, kẻ thù tu luyện thì có thể giết ngươi. Mà ngươi muốn là tu luyện, liền phải trước tử cung. Bạn chuẩn bị xem nữ trình nắm chắc không được, để cha đến tập 122. Khi Âu An là biết bây giờ cổ tộc cùng thông huyền đế chiều mâu thuẫn, cho nên ngay từ đầu cũng coi là cổ càn một tá thiên đạo chi thủ diệt đi cờ bà tiên, hoặc là thông huyền đế chiều một vị nào đó chút nhân vật. Màu chốt cái này kỳ thật cũng không thực tế dù sao thông huyền đế triều làm ba ngàn đạo châu bài danh trước ba đạo thống là đạt được thiên đạo công nhận nhất là muốn giết cờ bá tiên càng thêm không thể nào dù sao thân là bây giờ thông huyền đế triều đế quân cứ như vậy bị thiên đạo giết về tinh về lý đều không còn gì để nói nhưng loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng phát sinh muốn là cổ càng có thể có to lớn thành tựu tại hai phiến đại lục trong chiến tranh đưa đến cực kỳ trọng yếu tính quyết định tác dụng thiên đạo tại thiếu cựu đại nhân của điều kiện tiên quyết không phải là không được phát sinh giúp cổ còn loại chuyện giết người này tới chỉ cần làm kín đáo chút nhưng khi ẩu an rất nhanh cũng kịp phản ứng cổ can cần phải còn không đến mức như thế tự đại hắn muốn làm hắn là đảo loạn cục thế để các đại đạo thùng tướng trọng tâm đặt ở dưới vực chiến trường phía trên kể từ đó thông huyền đế triều trong khoảng thời gian này cũng liền không tì vết phân tâm đối phó cổ tộc càng có thể trì hoãn cơ nguyệt hoàng thế lực tại thông huyền đế triều bị từng bước xâm chiếm tốc độ khi âu an thật sâu mà liếc nhìn cổ càn bắn mùi giam ba câu thì làm lòng người bàng hoàng càng là kém chút thay đổi đối cổ tộc bất lợi cục thế nam nhân này thật đúng là làm cho người cảm thấy cực độ bất an kỳ thật toàn bộ sinh linh đều hiểu lầm cổ càn cổ càn đơn thuần cũng là muốn hỏi một chút thiên đạo có thể hay không mua hung giết người mà thôi tại địa cầu loại địa phương kia một giết người cần đến vô cùng cẩn thận mua hung giết người là an toàn nhất đường lối một trong cổ càn không ít bỏ ra nhiều tiền mới sát thủ chuyên nghiệp làm thịt người cho nên muốn để hi ấu an thay mình hỏi vấn thiên đạo khen thưởng bên trong có hay không tương quan nghiệp vụ mà thôi nếu như không có đối với cái này dưới vực chiến trường lôi đài chiến cổ càn cần bàn bạc kỹ hơn có thể mò cá thì tận lực bày nát khi Âu an đôi mắt đẹp nhìn lấy cổ càn chỉ cảm thấy nam nhân trước mặt thật sự là quá mức thâm bất khả chắc Cổ tộc trưởng, sự lo lắng của ngươi không phải không có lý, Tà tu đúng là một cái to lớn tai họa ngầm, nhưng chúng ta không thể mượn nhờ thiên đạo chi thủ, đối bọn hắn tiến hành tinh chuẩn mát sát. Một khi để bọn hắn chó cùng rất dậu, thậm chí là trở mặt tập thể đến dị vực đại lục, đem đối ba ngàn đạo châu tạo thành tổn thất thật lớn. Ngược lại, nếu là chúng ta có thể lợi dụng được tà tu cỗ lực lượng này, đem có thể tăng lên rất nhiều chúng ta ba ngàn đạo châu thắng lợi tỷ lệ. Khi Âu An đối mắt đẹp lưu chuyển lên dị sắc, giống là nghĩ đến cái di hảo kế hoạch giống như. Cổ cán chắc tay su nịnh nói thần nữ đại nhân nhìn xa trông rộng tin tưởng tại thần nữ đại nhân chỉ huy dưới ta ba ngàn đạo châu nhất định đại hoạch toàn thắng nói xong cổ cán không nói nữa thờ dịp này thời cơ chuyên tâm nhìn chăm chú lên cái kia mảnh dị vực đại lục quan đạo tông ẩn tàng siêu cấp đại lạo bán cho hi ẩu an mặt mũi để ba ngàn đạo châu người cầm quyền có thể rõ ràng mà nhìn xuống ba ngàn đạo châu cùng dị vực đại lục hình dáng đây tuyệt đối là hiếm có cơ duyên đứng ở như thế độ cao nhìn xuống mênh mông cảnh sắc dường như tự thân như cùng một con hèn mọn nhỏ yếu con kiến hôi ngẩng đầu ngưỡng mộ thái dương thần hy nhưng cổ càn xưa này sẽ không đem chính mình coi là nhỏ yếu một phương dù là sự thật xác thực như thế hiện tại cổ càn tại như thế trong tấm hình xác thực cũng là một con run dế có thể cổ càn vẫn như cu một lấy người bé trên tư thái đến nhìn xuống đây hết thảy đem cái này hùng vĩ mênh mông một màn đập vào mi mắt phản chiếu tại nội tâm của mình bên trong Cổ càn trong đầu tưởng tượng, chính mình lẻ loi một mình qua lại cái này trong vũ trụ bao la, bàn tay càn khôn, chân mịch thiên nhai, khí thôn hoàn vũ, ngựa kiếm nao thái hư. Giờ khắc này, cổ càn đối với thương minh cửu kiếm thứ 5, 6, 7, 8 kiếm có bước đầu mình ngộ. Cùng lúc đó, từ xưa làm trên thân dâng lên một cổ bá đạo cương mãnh kiếm ý, đại biểu cho cổ càn viên mãn thương minh kiếm khí chính thức đột phá, ngưng tụ ra thương minh kiếm ý. Cổ càn có thể khẳng định, sáng tạo thương minh kiếm quyết vị kia kiếm tu nhất định là cái đại khí bằng bạc người hành sự không cố kỵ gì bằng kiếm độc bổ vũ trụ ở giữa ngay tại cho chúng sinh linh họa bài nướng hiểu an nhìn đến trên thân bất ngờ sinh ra một cỗ không hiểu rồi dào kiếm ý cổ càn cũng là một mặt mộng không phải tại ca ta hiện tại xem như ba ngàn đạo châu thống đốc ngay tại cho các ngươi khai hội đâu có thể hay không tôn trọng phía dưới ta ngươi đột phá là cái quỷ gì Cổ Càn bên người Tiêu Nguyên Cương cùng Lý Nhân, cảm nhận được trên người hắn thương minh kiếm ý, liếc nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Thân là kiếm đạo vô thượng đạo thống người cầm quyền, hai người tự nhiên có thể cảm nhận được Cổ Càn tu luyện ra thương minh kiếm ý mạnh mẽ đến mức nào. Tại bọn họ trong nhận thức biết, còn không có loại kia kiếm ý có thể bá đạo như vậy cường hãn, làm cho người dường như đối mặt là bầu trời tinh hải, mà chính mình chỉ là trong đó một chiếc thuyền đơn độc. Hô, không nghĩ tới chuyến này còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn, chuyến đi này không tệ a. À. Cổ Càn tâm tình thật tốt một lần nữa đen chú ý lực đặt ở hi âu an trên thân lại phát hiện hi âu an chính nhìn chằm chằm chính mình trong đôi mắt đẹp mang theo có chút u án Cổ càn cũng không xấu hổ lại là chắc tay dính thần nữ đại nhân ánh sáng may mắn về việc tu hành có đột phá sau đó một mặt nghiêm nghị phụ họa hi âu an vừa mới vệ bánh nướng thần nữ đại nhân nói kim thanh ngọc trần mạch suy nghĩ rõ ràng mục tiêu rõ ràng để cho ta đối ba ngàn đạo châu tương lai tràn đầy lòng tin cho nên chúng ta nhất định muốn chặt chẽ đoàn kết tại thần nữ đại nhân chung quanh, cộng đồng nỗ lực thực hiện ba ngàn đạo châu mục tiêu vĩ đại, đem dị vực đại lục sinh linh đuổi tận giết tuyệt, triệt để biến thành ta ba ngàn đạo châu không thể chia cắt một bộ phận. Khi Âu An trên mặt có hắc tuyến, không cần đuổi tận giết tuyệt, nô dịch là đủ. Khi Âu An không tâm tư nói thêm gì nữa, tuyên bố nửa năm sau giới vực chiến trường thì sẽ mở ra, thiên đạo sẽ tự mình lựa chọn thiên kiêu tham gia lôi đài chiến được tuyển chọn thiên kiêu có quyền cự tuyệt nhưng đại giới là tương lai đen sẽ không lại sẽ được tuyển chọn triệt để mất đi đại biểu ba ngàn đạo châu chống lại dị vực sinh linh tư cách sau đó mảnh này mênh mông bát ngát không ra như bọt nước giống như sụp đổ lại như cưới ngựa xem hoa giống như phi tóc lùi lại chúng người cảnh sát trước mắt dừng lại tái hiện quan đạo đài chi cảnh mà còn lại thiên kiêu nhóm còn duy trì lấy động tác lúc đầu tựa như vừa mới phát sinh hết thảy đều là trong né mắt chuyện xảy ra ta cảm nhận được thời gian đạo tắc bà động như thế huyễn trận thủ đoạn phối hợp thời gian đạo tắc Quan đạo tông nội tình của niên vô pháp tưởng tượng, nếu là muốn giết chúng ta, vừa mới đủ để đem chúng ta vầy chết tại huyễn cảnh bên trong. Cổ càn ánh mắt nhìn về phía quan đạo tông tông chủ, hắn lúc này đã một lần nữa hóa thành một cái nam hài, ngồi tại quan đạo đài biên giới, nhắm mắt tìm hiểu cao thâm đại đạo. Cổ càn lại nhìn mắt tôn này không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng điêu khắc, không cách nào cảm nhận được đối phương có bất luận hơi thở của sự sống nào. Có thể cổ càn rất rõ ràng, hắn còn sống, lấy một cái chính mình không cách nào tưởng tượng thị giác ngồi xem ba ngàn đạo châu phong vân biển áo tuế nguyệt thay đổi bạn chuẩn bị xem nữ trình nắm chắc không được để cha đến tập 123. chuyến này đạo châu liên minh hội nghị cơ nguyệt hoàng vẫn chưa đến đây đổi lại trước đó cơ nguyệt hoàng áp bách lực nhưng là muốn so cơ bá tiên vị này để quân càng tăng lên nhưng hôm nay thông huyền đế chiều nội bộ cây cân đã tài hướng về cơ bá tiên bên kia nghiêng về cục thê đối với cơ nguyệt hoàng cực kỳ bất lợi bắt quá cơ nguyệt hoàng trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi mượn nhờ cổ can cho tư nguyên của mình rất nhanh một lần nữa đứng vững gót chân cơ bà tiên muốn trong khoảng thời gian ngắn thống nhất thông huyền đế triều là không thể nào nàng cơ nguyệt hoàng còn không đến mức không chịu được như thế cho dù không có cổ cản trợ giúp cơ nguyệt hoàng cũng sẽ không bị đánh bại dễ dàng chỉ là đem khó có thể lại lật ban mà thôi tại đạo châu liên minh hội nghị sau khi kết thúc không có đại đạo thống người cầm quyền lấy truyền tống trận trở về mỗi người đạo thống Thiên Liên Tiểu Bối Thiên Kiêu nhóm khi biết được trong vòng nửa năm Thiên Đạo sẽ chọn ra đại biểu ba ngàn đạo châu tiến về giới vực chiến trường cùng ước vạn sinh linh chém giết Thiên Kiêu về sau cũng không tâm tư lưu tại nơi này. À, đi làm chuẩn bị đi. Nguyên bản hối hả quan đạo đài chỉ còn lại có một số người mặc vải thô đạo y nam nam nữ nữ ánh mắt bình thản nhìn xuống ba ngàn đạo châu nơi này khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Bất quá lại có một thanh niên đứng dậy đi tới quan đạo tông tông chủ sau lưng quỳ xuống. Tông chủ, người chi thất tình lục dục, ta đã điều lĩnh hội, muốn mượn đạo này châu nó động thời đại nhập thế, tìm một người, cứ thế tình nhập tuyệt tình, chúng ta thái thượng đại đạo, tròn ta đạo quả. Tiêu hài từ bộ dáng tông chủ nghe vậy, vẫn như cũ bảo trì nhắm mắt lĩnh hội tư thái không thay đổi. Có thể, bất quá nhớ lấy không thể ta quan đạo tông đệ tử thân phận hành tẩu ba ngàn đạo châu, hành vi của người cũng cùng ta quan đạo tông không quan hệ, hết thể nhân của, đều do người tự thân gánh vác. Vâng, thanh niên ngữ khí bình tĩnh, nhìn không giá chút nào sướng vui đau buồn tại thanh niên muốn đứng dậy rời đi trước tiểu hài tử bất ngờ mở miệng hỏi thăm nguyên nhập tình đối tượng nhưng có nhân tuyển thích hợp thanh niên chậm rãi phun ra mấy chữ thông huyền đế chiều đến cơ nguyệt hoàng tiểu hài tử mở to mắt trong cặp mắt có khó nói lên lời tăng thương cùng thâm thúy hắn lắc đầu nàng xác thực rất thích hợp ngươi nhưng nàng độ khó khăn đối ngươi mà nói quá lớn sẽ có vẫn lạc mạo hiểm mà lại phu quân của nàng cổ can những năm gần đấy phát sinh một loại ngay cả ta cũng nhìn không thấu biến hóa biên sổ quá lớn nghĩ lại mà làm sao thanh niên sững sở đây là hắn lần thứ nhất tại tông chủ trong miệng nghe được liền lão nhân ra người cũng nhìn không thấu sự tình bất quá càng là như thế thì càng nói rõ lựa chọn của mình không có sai tông chủ yên tâm đệ tử cầm ca sẽ chứng được thái thượng vô tình đại đạo đi theo tông chủ bước chân vấn đỉnh đại đạo cuối cùng cổ tộc cổ cán lại một lần nữa tổ chức tộc nghị vốn cho rằng cổ cán sẽ kỹ càng an bài cổ tộc đối với dị vực đại lục tai nạn triển khai gia tộc kỹ càng phát triển đại kế không nghĩ tới cổ cán chỉ là đem hiểu an một ít lời thuận lại một lần lần nữa công điệu muốn nhiều sinh em bé nam tộc nhân đi truy cầu thiên tri kiều nữ nữ tộc nhân đi phao thiên tri kiêu tử sau cùng còn làm gương tốt tuyên bố qua mấy ngày cũng là cái ngày lành tháng tốt thân là tộc trưởng cổ can tự mình đi thái thủy tiên triều đề thân Tuy nhiên cổ cán tại tộc nghị phía trên không nói đề thân đối tượng là ai, nhưng rất hiển nhiên, thái thủy tiên triều cái kia may mắn nữ hài, ngoại trừ hoàng phủ thi vân còn có thể là ai. Ta cảm thấy tộc trưởng tại số một bàn đại kia, ta cũng cảm thấy, giờ đi miệng con đường phát triển, dựa vào số lượng thủ thắng á. Có điều lại nói gần nhất chúng ta cổ tộc trong tộc ra đời hải đồng, thiên phú phổ biến muốn cao hơn nhiều, chẳng lẽ cùng náo động thời đại có quan hệ? đừng suy nghĩ nhiều như vậy cái kia không phải chúng ta có thể quan tâm vì tích cực hưởng ứng tộc trưởng phát triển đại kế nữ thần ngươi liền theo ta đi vài ngày sau cổ cán người mặc một bộ vui mừng cổ điển lễ phục màu đỏ để nguyên bản thì mê chết người không đền mạng nhan trị khí chất lần nữa tăng lên một cái cấp bậc cổ tuyết ly ở một bên cho cổ hùng bưu cho bú cười chê chọc nói bảo bảo ngươi nhìn ba ba muốn đi cho người tìm nhị nương cổ cán đi qua tại cổ tuyết ly vảnh cao mũi ngọc tinh xảo phía trên vạch xuống wan ta rất nhanh liền trở về Đề thân quá trình cổ càn vẫn là quen thuộc, dù sao lần trước đề cập qua một lần thân, lại mục tiêu còn là cùng một người. Chỉ bất quá lần này là chăm chú, không bao lâu, cổ tộc trung trùng điệp biệt đội ngũ, mang theo thành dương thành dương tài nguyên, đi tới Thái Thủy Tiên Triều, Hoàng phủ thi vân trong khuê phòng. Làm phát giác được cổ càn đến về sau, Hoàng phủ thi vân đỏ bừng gương mặt bên trên viết đầy ngượng ngùng, cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Lần trước cổ càn đề thân, để hoàng phủ thi vân tình nguyện lấy cái chết bức bách, mà lần này hoàng phủ thi vân hận không thể hiện tại liền bị cổ can ôm trở về cổ tộc mỗi ngày là một số suy nghĩ một chút cũng làm người ta chuyện xấu hổ lăng hư điện cổ can lần này tới đến thái thủy tiên triều thái độ rất hữu hảo không có bất kỳ cái gì thượng vị giả giá đỡ nhất là đối mặt hoàng phủ vô cực càng là chủ động chắc tay hơi hơi hành lễ vô cực huynh anh hiện tại cần phải đổi giọng gọi nhạc phụ đại nhân cổ can nhàn nhạt cười ông quyền trêu chọc hoàng phủ vô cực ngồi tại chủ vị tuy nhiên rất không tình nguyện nhưng vẫn là nổi thân đáp lễ can huynh cũng không biết ngươi cho ta cái kia nữ nhi rót cái gì thúc mê đối ngươi xem như khăng khăng một mực ta thái thủy tiên triều cũng không so ngươi cổ tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp á à. ta thái thủy tiên triều nhưng là thi vân cái này một cái thiên kiều bốc lên thế hệ trẻ tuổi đại kỳ cứ như vậy bị người bắt cóc tương lai có thể như thế nào cho phải à hoàng phủ vô cực thấy một lần cổ can liền bắt đầu tố khổ cổ còn chỗ nào nghe không ra lão ra hòa này ý tại ngôn ngoại thì là cô ý bán thảm chuẩn bị đem hoàng phủ thi vân bán cao giá dù sao con gái lớn không dùng được, chẳng bằng theo hắn cổ cả nơi này, đồ lấy đến đủ nhiều lợi ích, cô càn cũng sẽ không keo kiệt. tuy nhiên coi như không cho chỗ tốt, hoàng phủ vô cực cũng sẽ đem hoàng phủ thi vân gả cho mình. nhưng vì để cho hoàng phủ thi vân cảm nhận được chính mình coi trọng, tài nguyên ắt không thể thiếu, đen đồ vật đều mang tới đến. mặc tá hướng về phía lăng hư điện bên ngoài hô một tiếng, sau đó từng dương tài nguyên đều bị nhắc vào, trình trình tê tê bày đặt ở trong đại điện. Mặc tá vung tay lên, tất cả cái dương bị mở ra. Trong lúc nhất thời, ngút trời bảo quang chiều sáng toàn bộ lăng hư điện, đáng sợ tiên nguyên chi khí trực tiếp hóa lỏng, rơi ra có tiên nguyên chi khí ngưng kết nước mưa. Cổ càng cười ha ha, nho nhỏ lễ mọn, cùng thi vân so sánh, những thứ này không đáng giá nhắc tới. Về sau vô luận cổ tộc gặp phải chuyện gì tốt, ta đều sẽ xem ở thi vân trên mặt mũi, cho thái thủy tiên chiều thêm một đôi đũa. Đúng rồi, nên nói vô cực huynh trước đó tại tà đạo dưới thời điểm, hư hại một kiện chân quý thành khí cổ càn theo thể nội thế giới xuất ra một cái hộp báo thanh khi khí tức trong nẻ mắt khuếch tán ra tới cực phẩm thánh khí hoàng phủ vô cực trong lòng cuông hỉ nhưng mặt ngoài từ chối này làm sao phù hợp một bên khách sáo lấy bên cạnh đem hộp báo thu nhập ống tay áo càn huynh ngươi quá khách khí về sau đại gia cũng là người một nhà bạn chuẩn bị xem nữ trình nắm chắc không được để cha đến tập 124. rất nhanh trang phục lộng lấy qua hoàng phủ thi vân cũng đi tới lăng hư điện đề thân không phải kết hôn không có nhiều như vậy dườm già lễ nghi càn ca ca Hoàng phủ Thi Vân trực tiếp nhào vào cổ cán trước ngực, ông chặt lấy cổ của hắn, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Cổ cán một tay nắm ở Hoàng phủ Thi Vân eo thon chi, tay kia nhẹ nhàng đặt ở nàng sau cái cổ, trực tiếp hôn lên nàng kiểu diễm ướt át môi đỏ. Một hôn định tình, kịch liệt hôn nồng nhiệt, cho Hoàng phủ vô cực đều nhìn lúng túng. Cổ tộc tử đệ, cùng Hoàng phủ gia hoàng tử khác, đám công chúa bọn họ, mắt mở thật to, nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Một phen mang kịch liệt hôn nồng nhiệt về sau, Hoàng Phủ Thi Vân đã ngã tại cổ càn trong ngực, bị cổ càn ông công chúa ôm lấy, mụn nước kéo tia còn dính vào nhau, có thể thấy được vừa mới hôn có bao nhiêu kịch liệt. Cổ càn hương ngồi mà xuống, sau lưng tộc trưởng báo tạ tự chú hiện lên. Một mà như thế, cùng lúc trước lần thứ nhất để thân lúc, giống như đúc. Bất quá khác biệt chính là, Hoàng Phủ Thi Vân lần này không còn là bị cưỡng bách, mà chính là cam tâm tình nguyện giúp vào cổ cán trong ngực. Hoàng Phủ Thi Vân ngồi tại cổ càn trên đùi, nghe cổ càn cùng Hoàng Phủ vô cực thương lượng hôn sự của mình hết thảy xem giá rất bình thường. Chỉ bất quá không bình thường là, tại Hoàng Phủ Thi Vân xa hoa tinh mỹ váy ra hội dưới, cô can một cái đồ vật đang tìm Hoàng Phủ Thi Vân lỗ hổng. Không biết Càn Huynh chuẩn bị khi nào cưới Thi Vân, Hoàng Phủ vô cực giả bộ làm tỉnh tâm địa hỏi thăm. Kỳ thật đối với cùng cổ tộc tiến hành cấp độ sâu chuyện thông gia, hắn là một trăm nguyện ý. Bất quá dù sao làm nhà gái gia trưởng, không thể hiển lộ ra quá vội vàng tâm tình. Hôn lẽ sự tình không cần cuống cuồng, bây giờ ta đến Thái Thủy Tiên Triều để thân sự tình, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ làm mọi người đều biết hôn lễ chỉ là đi cái hình thức chúng ta tu hành giả bắt tất câu nệ tại hình thức cho nên ta ý nghĩ là mau chóng cùng thi vân sinh con kể từ đó chúng ta quan hệ coi như không phải trên thực tế phu thê lại có thể hơn hẳn phu thê ngươi cứ nói đi thi vân cổ cắn vuốt ve hoàng phủ thi vân khuôn mặt trắng nõn nụ cười hiền hòa bên trong mang theo không có hảo ý Hoàng phủ thi văn tâm từ căn bản không ở trên đây, cúi đầu, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Nhưng đột nhiên, hoàng phủ thi văn ư một tiếng, âm điệu có chút cao, làm cho người dễ dàng hiểu lầm. Tại hoàng phủ thi văn ống tay áo hạ hai tay đột nhiên siết chặt, thân thể cũng rất nhỏ run rẩy, tựa như là đối với cổ quan đề nghị, cảm thấy rất vui vẻ kích động. Chưa kết hôn mà có con, con có thể chơi như vậy sao? Không nghĩ tới nhị công chúa đối cổ tộc trưởng yêu sâu như vậy, còn chưa kết hôn thì nguyện ý cùng cổ tộc trưởng sinh con tại sao ta cảm giác thi vân công chúa có chút không đúng hoàng phủ vô cực thật không có phát hiện cái gì dị thường chỉ coi là nữ nhi quá kích động trong lòng còn hơi xúc động con cái lớn không dùng được bất quá nghĩ lại chính mình có thể ôm vào ngoại tôn cũng không tệ nghĩ đến để hoàng phủ thi vân nhiều sinh mấy cái để cho mình toàn bộ ngoại công cũng mang mang hài tử muốn là ngoại tôn thiên phú cường đại lời nói chính mình cái này hoàng vị cũng không phải là không thể truyền cho ngoại tôn lại hàn huyên một hồi lâu hoàng phủ thi vân thủy trung không nói một lời chỉ là thỉnh thoảng ư một tiếng biểu thị phụ họa cho hôn nhân sự tình trò chuyện không sai biệt lắm lúc, Hoàng Phủ vô cực đổ đề tài. Cổ huynh, muốn tỉnh giáo một chút người một ít chuyện. Những người còn lại thức thời đều rời đi, chỉ để lại Hoàng Phủ Thi Vân vẫn ngồi ở cổ can trên đùi. Cứ nói đừng ngại, tiệm nhập giai cảnh cổ can, tâm tư không tại Hoàng Phủ vô cực trên thân. Hoàng Phủ vô cực thần sắc trịnh trọng hỏi thăm. Không biết giới vực chiến trường thời điểm, người cổ tộc an bài thế nào? Tê, Cổ can đột nhiên hít sâu một hơi, thân thể đều run run một chút nhìn đến cổ cán bộ dáng này hoàng phủ vô cực còn tưởng rằng vấn đề này có chút quá phân thế nào càn huynh chẳng lẽ lại ngươi cổ tộc có không thể nói kế hoạch sao ta cũng chỉ là hỏi một chút hoàng phủ vô cực liền vội mở miệng lấy lại tinh thần cổ cán vội ho một tiếng vừa mới đột nhiên lòng có cảm giác ẩn ẩn có không ổn sự tính phát sinh ta cổ tộc làm ba ngàn đạo châu một viên tự nhiên là có thể xuất thủ thì xuất thủ hoàng phủ vô cực hiểu rõ cổ càn y từ trong lời nói chính là thiên đạo chọn chúng liền đi nhưng muốn để cổ tộc liều mạng là không thể nào có cổ can trả lời hoàng phủ vô cực cũng yên tâm lúc này hoàng phủ vô cực mới chú ý tới hoàng phủ thi vân mặt đỏ rực ánh mắt cũng rất mê ly thi vân ngươi thế nào hoàng phủ thi vân lắc đầu ngư khí mang theo chút thanh âm rung động trả lời tự ở cán ca ca thuần dương thể chất bên người để cho ta rất thư thái bị phong phú cảm giác an toàn lấp đầy hoàng phủ vô cực nhẹ gật đầu thi vân ngươi từ nhỏ thân có thanh minh bằng phách tiên thể xác thực thủ khổ lời nói sai chuyển ngươi là cực âm thể chất mà càn huynh là cực dương thể chất các ngươi sở sinh hải tử chỉ sợ tất nhiên cực kỳ không đơn giản nói không chừng không tại cổ khôn hoang cổ thánh thể phía dưới hoàng phủ thi vân mặt càng đỏ hơn biết ta sẽ cùng càn ca ca nỗ lực Cổ càn đứng dậy ông hoàng phủ thi vân vòng eo vô cực huynh trong tộc nhiệm vụ nặng nề thì xin cáo từ trước thi vân trước hết theo ta cùng nhau đi cổ tộc ở ít ngày nàng muốn về nhà tự sẽ trở lại gặp ngươi cổ càn ông quyền Hoàng phủ vô cực treo ghẹo nói, nàng chỉ ít trong vòng trăm năm sẽ không muốn về nhà thăm ta cái này khiến người chán ghét phụ thân. Để hoàng phủ vô cực cảm thấy kỳ quái là, bình thường hoàng phủ thi vân cũng sẽ cùng chính mình trộn lẫn vài câu miệng, hôm nay làm sao an tĩnh như vậy. Hoàng phủ thi vân lúc này còn tại trở về chỗ cũ vừa mới khoái lạc, đối với hoàng phủ vô cực, căn bản thì không nghe lọt tai. Cáo từ, rời đi thái thủy tiên chiều sau. Hoàng phủ thi vân nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn thì đánh vào cổ can ở ngực, lật lên vũ mị khinh thường. Chán ghét, can ca ca, người cũng quá lớn mật, thì không sợ bị phụ thân tá phát hiện sao cổ càn một mặt cười xấu xa có phải hay không đặc biệt kích thích ngay trước nhiều người như vậy cùng phụ thân người trước mặt hơn nữa còn là người thái thủy tiên triều lăng hư điện bên trong ai nha hoàng phủ thi vân bưng kín nóng lên hai gò má trong mắt đẹp sớm đã tràn đầy xấu hổ hơi nước càn ca ca đừng nói nữa cổ càn dùng lực vỗ một cái hoàng phủ thi vân cái mông trêu đùa đừng có gấp chờ đến cổ tộc có người hào hảo mà chịu đựng cổ tộc tộc trưởng bên trong tiểu thế giới làm hoàng phủ thi vân nhìn đến cổ hùng bưu về sau cũng là sửng sốt một chút cổ càn ông lấy cổ hùng bưu tại cái kia phần điêu ngọc chắc non nớt trên gương mặt hôn một cái đây là ta cùng tuyết lì nhi tử ta cho hẳn lấy tên gọi cổ hùng bưu hùng bưu về sau đây cũng là mẹ ngươi nhớ kỹ sao cổ hùng bưu cái hiểu cái không gật gật đầu không chịu ngồi yên một lát lại chạy đi chơi cổ càn đem bí mật của mình báo cho hoàng phủ thi vân đã hiện tại cổ tộc phát triển phương châm thì một chữ đền sinh làm tộc trưởng càng là muốn đưa đến đi đầu tác dụng sau đó tại hệ thống phụ trợ dưới Cổ càn cùng hoàng phủ thi vân ưu tú nhất thời sau bắt đầu thai nghén bạn chuẩn bị xem nữ trình nắm chắc không được để cha đến tập 125. lâu ngày sinh tình cái thường ngữ này giải thích ngày hôm đó lâu sinh ra tình yêu kết tinh bất quá cổ càn không đợi đến chính mình đứa bé thứ hai xuất sinh liền thấy hoàng phủ thi vân mi tâm xuất hiện một cái đặc thù thiên đạo ẩn ký rất hiển nhiên hoàng phủ thi vân được tuyển chọn đem đại biểu ba ngàn đạo châu tiến về giới vực chiến trường cùng dị vực sinh linh chém giết đông dạng cổ tuyết ly mi tâm cũng xuất hiện thiên đạo ẩn ký song song bị thiên đạo chọn chúng thi vân không cần đi quản người mang thai an tâm tại trong tộc dưỡng thai trực tiếp từ bỏ là được cổ càn trong lòng có chút không vui chính mình hai cái lão bà một cái mang thai một cái mời tổ giới cảnh hai tầng vậy mà song song được tuyển chọn thiên đạo thật đúng là chọn như là trước kia thân là thiên kiêu hoàng phủ thi vân sẽ nghĩ đến cùng cái khác thiên kiêu cùng một chỗ đại biểu ba ngàn đạo châu cùng dĩ vực thiên kiêu quyết chiến nhưng bây giờ tại hoài mang thai về sau, chỉ muốn nhanh điểm nhìn đến bảo bảo xuất sinh. Tuy nói mang thai đối với chiến đấu ảnh hưởng không là rất lớn, nhưng không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Nhất là tại không biết được dị vực sinh linh thực lực cụ thể điều kiện tiên quyết, vạn nhất sơ so sót so một cái, làm giải thai làm sao bây giờ? Đối với cổ con tới nói, thân là thiên mệnh đại phản phái, vốn là cùng thiên đạo là địch, làm sao có thể đi là thiên đạo liều mạo, càng không khả năng để mang thai lão bà đi tiến hành nguy hiểm chém giết. Tại cùng thời khắc đó, Sở Hữu Mi Tâm xuất hiện Thiên Đạo Ấn Ký Thiên Tuyển Chiến Sĩ, trước mặt đều mở ra một đạo truyền tống chi môn, ẩn chứa nồng đậm thiên đạo chi lực. Đây là do thiên đạo mở ra truyền tống thông đạo, sợ rằng sẽ tiến hành cực kỳ xa xôi dài rằng dặm một trận truyền tống hành trình. Cổ tộc trong tộc ngoại trừ Hoàng phủ Thi Vân cùng Cổ Tuyết Ly bên ngoài, còn có tầm 10 người đồng dạng bị thiên đạo lựa chọn chúng. Bọn hắn không bằng hai nữ thiên phù biến thái, nhưng cũng là hiếm có thiên kiêu. Ha ha, thiên đạo thật đúng là sẽ chọn người, trực tiếp chọn chúng ta cổ tộc thiên phù tốt nhất nhóm người này muốn cho ta cổ tộc người vì ngươi đi bán mạng nằm mơ, cô càn cũng sẽ không cứ như vậy nhìn lên trời phú tốt tộc nhân đặt chân nguy hiểm cảnh địa, dù là không nhất định sẽ chết, cô càn còn chỉ nhìn bọn họ cho thêm cổ tộc sinh tiểu hài tử liều mạng sự tình, giao cho những cái kia ưa thích chiến đấu chém giết đạo thống đi liền tốt, sau đó hạ lệnh chỉ làm cho năm người cùng cổ tuyết ly cùng một chỗ tiến về, những người còn lại từ bỏ cơ hội này bị thiên đạo chọn chúng là có thể không đi, nhưng họ quả là tương lai vĩnh viễn sẽ không bị chọn chúng đến mức còn có hay không cái khác ẩn tàng trừng phạt thủ đoạn hiểu an cũng không có nói cổ càn cũng không lo lắng cổ tuyết ly an nguy thân là thanh liên tạo hóa thể mà lại là thượng giới đại lão trọng tu cái kia lo lắng chính là dị vực sinh linh chỉ là có chút đáng tiếc giới vực chiến trường tại hư vô không vực bên trong căn bản không tìm thấy không cách nào quan chiến ngay tại cổ tuyết ly cùng năm tên tộc nhân thông qua truyền tống chi môn tiến về giới vực chiến trường không lâu sau cổ tộc bầu trời có thiên đạo chi lực cuồn cuộn sau cùng hóa thành một nữ tử hư ảnh khi Âu an mượn nhờ thiên đạo chi lực lấy ý chí hình chiếu hình thức xuất hiện tại cổ tộc trong tộc thần nữ đại nhân đến thăm không biết vì chuyện gì cô càn mặt ngoài cười ha hả nghênh đón lấy lòng thầm mắng một câu chó tư bản cô càn sao có thể không biết hiểu ấu an xuất hiện tại cổ tộc nguyên nhân thì là hướng về phía hoàng phủ thi vân tới khi ấu an đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm nghe nói nửa năm trước người đến thái thủy tiên triều đề thân hoàng phủ thi vân nàng cho lấy cự tuyệt tiền đến là người ý nghĩ cô càn không có phủ nhận ông quyền cười theo chính là ta cũng rất muốn để cho ta tiểu nương tử đi vì ba ngàn đạo châu đẫm màu chém giết nhưng nàng đã có mang cổ mẫu hài tử thật sự là không yên lòng nàng khi âu an nghe vậy chất vấn nửa năm trước liền đã nói ước định cẩn thận ngày vì sao còn mang thai liền không thể chờ dưới vực thiên kiêu chi chiến sau khi kết thúc lại xong tu sinh con cô còn giang tay ra cảm tình sự tình ước định không đến ta cùng tiểu nương tử cảm tình đến tự nhiên nước chảy thành sông thì mang thai Ba ngàn đạo châu thiên kiêu nhiều không kể xiết, nhiều ta nương tử một cái không nhiều, thiếu ta nương tử không thiếu một cái. Lại nói, đây là hai ta việc tư, mong rằng thần nữ đại nhân chờ muốn tiếp tục ép hỏi. cô quan nói đến đây, cũng không có gì tốt ngư khí. Mẹ nó, lão tử sinh con còn muốn theo ngươi hồi báo sao? Lão tử thì sinh, hệ thống khen thưởng đồ vật, không so cho người làm hắc công đáng tiền được nhiều. Muốn là Hoàng Phủ Thi Vân là phổ thông thiên kiêu, khi Âu An làm sao có thể tốn công tốn sức hình chiều đến cổ tộc tới. Làm ba ngàn đạo châu mạnh nhất bậc thang thiên kiêu, Hoàng Phủ Thi Vân tuyệt đối có thể trở thành ba ngàn đạo châu thiên kiêu lĩnh quân nhân vật một trong đối với vô lại giống như cổ càn khi ấu an còn thật không tiện nói gì hoàng phủ thi vân mang thai cho nên cự tuyệt tiến về giới vực chiến trường cũng là nữ tính nàng có thể thông cảm nhưng nàng không có thể hiểu được chính là hoàng phủ thi vân tại thời gian này điểm mang thai khẳng định là cổ càn an bài cũng là không muốn để cho hoàng phủ thi vân đi cái này còn thật hiểu lầm cổ càn cổ càn không có không muốn để cho hoàng phủ thi vân đi giới vực chiến trường ý nghĩ đơn thuần cũng là muốn trước tạo em bé mà thôi dù sao tương lai mỗi ba năm đều có một trận giới vực thiên kiêu chi chiến có nhiều thời gian Vậy ngươi cổ tộc lần này được tuyển chọn 14 người, có thể cũng chỉ có 6 người đồng ý tiền về, lại là cớ gì? Khi Oan đè ép trong lòng không vui hỏi thăm, cổ càn không chút nghĩ ngợi trả lời. Bọn hắn thiên phú là ta cổ tộc tốt nhất mười mấy người, nếu là toàn chiến tử tại giới vực chiến trường, đối với ta cổ tộc đen tạo thành tổn thất thật lớn. Lời nói sai chuyển, lại nói, không phải mỗi ba năm đều muốn đánh A, đi sớm muộn đi đều như thế. Khi Âu An đối mặt vô lại giống như cổ càn, thực sự cảm giác đến đau đầu, nhưng lại cũng không có biện pháp tốt đề cao cổ càn tính tích cực. Cái này là lần đầu tiên trận đấu, tự nhiên muốn đánh ra ta ba ngàn đạo châu y thế đến, cho nên biết phá lệ thật lớn, cái này đối với bọn hắn tới nói, cũng là một lần tuyệt hảo trưởng thành cơ hội. Khi Âu An chỉ có thể nói như thế, cô còn tâm lý chửi ấm lên, đi ngươi mụ trưởng thành cơ hội, ngươi làm sao không sinh một đống hai tử, để bọn hắn đi chịu chết. Giới vực thiên kiêu chi chiến, dùng đầu món chân nghĩ, đều đoàn ra là một trận to lớn say thịt tràng. Không thể phủ nhận có thể còn sống sót sinh linh, tất nhiên có trưởng thành ấn trưởng thành cùng thu hoạch tỷ lệ, cổ can hoàn toàn không nhìn chúng liên giống với cho lão bản làm thuê lão bản cho người phát thức định cẩn thận tiền lương trời mới biết lão bản chính mình kiếm lời bao nhiêu tương đồng thiên kiêu đi dưới vực chiến trường chính là cho thiên đạo cho ngươi hiểu an làm thuê lấy được khen thưởng cũng là bọn hắn nên được thân là phản phái cổ càn vĩnh viễn nghĩ là lợi ích một ngàn phần trăm cái kia làm thế nào chiếm được cho nên gò bó theo khuôn phép làm việc hoàn toàn không phù hợp cổ càn lý niệm ta cổ tộc tại tả đạo dưới thu hoạch rất nhiều tốt như vậy trưởng thành kế hoạch vẫn là để cho cái khác đạo thống tiểu bố đi cổ càn ngoài cười nhưng trong không cười chuyển biến tốt nói căn bản nói bất động một điểm cảm tình khi âu an chỉ có thể chuyển ra một bộ uy hiếp lý do thoái thác cổ tộc trưởng người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng dưới vực chiến trường liên quan đến toàn bộ ba ngàn đạo châu nếu bị thua ba ngàn đạo châu toàn bộ sinh linh đều sẽ biến thành dị vực sinh linh phụ thuộc các ngươi cổ tộc như thế tiêu cực thiên đạo sẽ đối với các ngươi cực kỳ bất mãn từ đó làm cho mọi việc không thuận khí vận hạ xuống cổ căn cười thật coi chính mình hài hắn mụ là bình hoa cổ tuyết ly khí vận sớm đã cùng cổ tộc khí vận trói chặt cho nên toàn bộ cổ tộc khí vận cũng nhận huyền thiên thần điện trấn thủ ba ngàn đạo châu thiên đạo muốn chèn ép cổ tộc khí vận nằm mơ ta cổ tộc như thế nào tiêu nên cực đối đai chuyện này làm ba ngàn đạo châu một viên có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục đạo lý ta cổ cán vẫn là minh bạch sở dĩ như vậy kỳ thật suy tính lâu dài hơn cổ cán bô bô nói nhất tại thông đạo lý nói đạo lý rõ ràng để hiểu oan cũng không tìm tới phản bác lý do khi ẩu an sau cùng lưu lại một câu, nói do hát em tai, đã người quyết tâm muốn như vậy, lấy sau đó phát sinh bất luận cái gì hậu quả, đều không nên hối hận. Bạn chuẩn bị xem nữ trình nắm chắc không được, để tra đến tập 126. Đưa đi hiểu an về sau, cổ càn không có nhàn rỗi cùng Hoàng Phủ Thi Vân ân ái. Hoàng Phủ Thi Vân không giống với cổ tuyết ly, tu vi đã diễn chân cảnh, lại hướng lên cũng là sinh nguyên cảnh, đếm thoát ly thiên kiêu phạm trù. Tu vi như thế, hệ thống phỏng đoán Hoàng Phủ Thi Vân mang thai chu kỳ chỉ ít cần 5 năm bây giờ cục này thế không ủng hộ cổ can bồi lão bà hai từ hàng rào trắng thừa dịp cái khác đạo thống đều muốn chú ý lực đặt ở dưới vực chiến trường phía trên là thời điểm nên làm những thứ gì cổ tộc thế cục hôm nay cũng không như trong tưởng tượng xem ra tốt đẹp như vậy đầu tiên là thông huyền đế triều đương nhiên không cần phải nói tại cơ bà tiên cùng cô diệt nhi liên thủ toàn diện bắt đầu nhằm vào cổ tộc điểm ấy theo trước đó hạng nhiên kiếm tông thì nhìn ra được tiếp theo cũng là cái này dưới vực chiến trường quyết định để cổ tộc đục nước béo cò tiện thể chắc chắn sẽ mất đi vài thứ cổ can thừa nhận Đi tham gia giới vực thiên kiêu chi chiến đối với các đại đạo thông tới nói, có lợi có hại, tổng thể tới nói, lợi nhiều hơn hại. Nhưng đối với cổ tộc, có hệ thống tại, sinh con trâu có thể thu được lợi ích càng nhiều, còn có bảo hộ. Dù sao cổ tộc đỉnh cấp thiên kiêu, chỉ có cổ tuyết ly, bây giờ cũng mới tổ giới cảnh mà thôi. Muốn là tùy tiện trước đi tham gia giới vực thiên kiêu chi chiến, thương vong tất nhiên thảm liệt. Nhưng không đi, lại sẽ đưa đến không tốt phản diện tác dụng, khi ấu an cùng thiên đạo khẳng định cũng sẽ nhìn cổ tộc không vừa mắt nhất là cái khác tạo thống đều nghi đến dựa vào cái gì hắn cổ tộc liền đi như vậy trước người cho nên đến tiếp sau thiên đạo đối với cổ tộc khẳng định sẽ có các biện pháp trừng phạt phòng ngừa cái khác tạo thống theo phong trào hư đấu tranh nội bộ ta có thể quá sẽ thân là phản phái trái phải rõ ràng đại nghĩa trước mặt đương nhiên là lựa chọn làm phá hủy tại rất nhiều cố sự bên trong nhân vật chính chỗ thế lực liên hợp lại đối mặt ngoại địch mà lúc này đây luôn có phản phái nhảy ra làm phá hư phá hư đoàn kết Cổ Càn thân là là một cái yêu dị phản phái, tự nhiên không có khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy. Dù sao đều phải bị trừng phạt, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Cổ Càn đối ngoại tuyên bố bế quan, kỳ thực lặng yên ngụy trang thành một tên kiếm tu, lặng yên rời đi cổ tộc. Chuyến này nhất định phải giữ bí mật, vì tốt hơn ngụy trang. Cổ Càn đã đem lúc trước cổ hùng bu sau khi sinh, hệ thống khen thưởng hắc ám tiên tinh giao cho mặc tá thôn phệ. Hắc ám tiên tinh chính là thần vật ẩn chứa hắc ám bản nguyên quy tắc chi lực đối với thân là ám dệ tộc mặc tà nói chính là là không cách nào tưởng tượng cơ duyên đây chính là có thể đi mang theo tại đại nhân vật bên người chỗ tốt tiện tay ban thường bảo vật đều là vô số sinh linh thá thiết thức mơ trí bảo kỳ thật nếu như không phải cổ hùng bưu thân vì hắc ám đạo thể trời sinh nắm giữ hắc ám bản nguyên khối này hắc ám tiên tinh sẽ lưu cho cổ hùng bưu trưởng thành sử dụng đối với hệ thống khen thưởng món kia tàn khuyết đạo binh cổ càn đã đem hắn đưa vào cổ hùng bưu thức hải ôn dưỡng xem như hắn bản mệnh pháp bảo Tàn khuyết đạo binh cũng là hắc ám thuộc tính, cùng cổ hùng bưu phù hợp với nhau, thân vì phụ thân, luôn luôn muốn đem đổ tốt nhất cho hải tử. Đối với cổ can tới nói, pháp bảo mà nói có tăng bưu là đủ rồi, một kiện siêu việt thần khí, thậm chí áp đảo đạo khí phía trên ma kiếm mới phù hợp cổ can thiên mệnh phản phái bức cách. Mặc tá lúc đầu tu vi tại cổ tiên cảnh tam trọng thiên, tại thôn phệ hắc ám tiên tinh về sau, kéo lên đến cổ tiên cảnh ngũ trọng thiên, lại sẽ theo luyện hóa, không ngừng kéo lên. Tu vi tăng lên không phải quan trọng, trọng điểm ở chỗ mặc ta đối với hắc ám đại đạo lính ngộ làm sâu sắc vô luận là ẩn nặc vẫn là chạy trốn thủ đoạn đều có to lớn tăng lên Ngựa kim đạo châu lúc trước hạo nhiên kiếm tông trận kia diệt tông chi chiến là thật chấn kinh toàn bộ đạo châu duy nhất một lần xuất hiện 29 viên thành giai tà kiếm hoàn khiến người ta rất khó không đi suy đoán trong này đến tột cùng xảy ra chuyện gì làm lấy hiên viên kiếm phân tông chờ kiếm tu đạo thống cầm đầu chính đạo kiếm tu liên minh đuổi tới hạo nhiên kiếm tông lúc lại phát hiện hạo nhiên kiếm tông chỗ có kiếm tu đều đã biến mất Xích Tâm Sơn phía trên tồn tại có mấy cây kiếm khí chưa lớn đến cổ kiếm Tà Tông. Vốn cho rằng khủng bố như thế ta kiếm tông sẽ ở ngựa kim đạo chấu nhắc lên to lớn cợn sóng, lại không nghĩ rằng đối phương chỉ là đoạt mấy cái không trọng yếu canh kim mỏ quy ngơ ngơ a. À. Lòng người bàng hoàng một đoạn thời gian, cái này cổ kiếm tà tông lại không có lại truyền ra bất cứ tin tức gì, cũng làm cho tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tại ngựa kim đạo chỗ cái nào đó vắng vẻ núi rừng bên trong, một đám người mặc phải thô áo gai kiếm tu ở chỗ này tu hành. Ước chừng hơn 130 người, xen ra không hăng hải làm dáng vẻ. Chợt, sơn lâm trên không không gian chảy ra chất lòng màu đen cổ càn cùng mặc tá hiển hiện mà ra bất quá lúc này cổ càn đã đổi một bộ hình tượng trở thành một cái tà ý nổi bật tà kiếm tu thanh niên một bộ hắc bào cong đem ma kiếm đối với cổ càn xuất hiện cổ kiếm tà tông hai tên thái thượng dẫn đầu phát giác được dị thường xuất hiện tại cổ càn bên người đem vây quanh không biết đạo hưu đến đây vì chuyện gì cổ càn đưa tay chấn động hai tên thái thượng trên thân đáng sợ kiếm ý trong né mắt tán loạn 29 viên tà kiếm hoàn là cổ càn cho, cổ càn tự nhiên sẽ ở phía trên có lưu thủ đoạn, nếu có người dám phản bội chính mình, chính mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định đối phương bỏ mình. Cổ càn chiêu này đã để hai tên thái thượng biết được cổ càn thân phận, không trần chờ, quỳ cũng thống khoái, gặp qua đại nhân, cổ kiếm tà tông tông chủ và đại trưởng lão cũng tới đến cổ càn trước người quỳ xuống, đối với cổ càn tâm tình rất phức tạp, nếu như không phải cổ càn, bọn hắn đã sớm tại cái kia lần diệt tông chi chiến bên trong vẫn là có thể lại cũng là bởi vì cổ can để bọn hắn trở thành người người kêu đánh ta kiếm tu trở thành chính bọn hắn kẻ đáng ghét nhất bây giờ cổ kiếm tà tông rất mê mang không biết nên làm cái gì tiếp tục lấy săn giết tà kiếm tu làm tôn chỉ sao có thể cổ kiếm tà tông sở hữu tầng cao nhất đều là tà kiếm tu là muốn chính mình giết chính mình vẫn là để những cái kia còn không có rơi súng lan tà kiếm tu đệ tử tới giết chính mình tông chủ đắng chát mà hỏi thăm đại nhân mày rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì cổ can thản nhiên nói thân là tà kiếm tu hết thảy theo tự thân lợi ích xuất phát làm cổ tộc tại ba ngàn đạo châu một thanh ám kiếm một mực giết người cái khác không cần hỏi nhiều nhớ kỹ đã từng đã trở về không được mà lại các ngươi thật muốn tiếp tục qua cuộc sống như vậy sao các ngươi 29 cái dung hợp tà kiếm hoàn kiếm tu đến đón lấy theo ta đi chấp hành cổ tộc giao cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất chiếm đoạt toàn bộ mượn kim đạo châu tà kiếm tu tổ chức bạn chuẩn bị xem nữ trình nắm chắc không được để tra đến tập 127. trăm hai tập kết toàn bộ đạo châu tà kiếm tu liền đi diệt tông cổ can mở miệng dạng gì tông môn Tông chủ hỏi, nếu như là tà tu tông môn, bọn hắn làm việc nghĩa không chùn bước, nhưng nếu như là môn phái bình thường, bọn hắn khó lấy hạ thủ. Cô Cán không có trả lời, hắn biết, cổ kiếm tà tông kiếm tu, muốn triệt để cho mình sử dụng, còn có nhất đoạn không ngắn đường. Cái này không sao, chính mình sẽ để bọn hắn cải biến. Cổ kiếm tà tông kiếm tu số lượng còn chưa đủ, cần muốn tiến hành mở rộng. Muốn diệt đạo thống, là Hàn Sơn Đạo Châu thực lực tổng hợp 10 vị trí đầu nước trong thánh địa, mà nước trong thánh địa thánh chủ phu quân, chính là chất trưởng thông huyền đế triều huyền tiêu đế quân cơ khiếu thiên, cũng là co duyệt ni mậu thân. Đã hắn chủ động cuốn vào cơ Nguyệt Hoàng cùng cơ bá tiên quyền lực chi tranh, vậy liền cái kia rõ ràng vào cuộc mạo hiểm bất quá lấy hiện tại cổ kiếm tà tông thực lực tổng hợp còn lâu mới là nước trong thánh địa đối thủ cổ càn cũng không nghĩ tới dựa vào hiện tại cổ kiếm tà tông đi diệt nước trong thánh địa bây giờ cổ kiếm tà tông còn chưa có tư cách trở thành cổ tộc ảm kiếm quá mức nhỏ yếu cần trước chiều binh mái mã mà ngựa kim đạo châu là một cái kiếm tu khắp nơi trên đất đạo thống cũng xuất hiện rất nhiều tà kiếm tu cổ càn mục tiêu chính là lấy hạo nhiên kiếm tông 29 tên tà kiếm tu làm trung tâm không ngừng hướng ra phía ngoài phát triển lớn mạnh cho nên hiện tại muốn làm cũng là chỉnh hợp toàn bộ ngựa kim đạo châu tà kiếm tu các ngươi không cần nói theo ta một mực giết người Cổ can thản nhiên nói tông chủ tuy là tà kiếm tu nhưng trong lòng vẫn như cố còn có lương chi do dự nói vậy nếu như là thân có công đức chi linh hoặc là thích hay làm việc thiện đạo thống đâu theo câu nói này liền có thể nghe ra tông chủ chuyển biến nếu là ở trước kia khẳng định là trực tiếp phản bác cổ can, bảo hộ chính mình lý niệm mà bây giờ hạ nhiên kiếm tông không còn tồn tại đã từng tông quy triệt để bị nghiền nát nói đơn giản điểm hiện tại cổ kiếm tà tông cũng là đi đã mất đi xa đại mục tiêu kiếm tốt không biết mình huy kiểm ý nghĩa cô càng cười lạnh một tiếng công đức công đức có ích lợi gì các ngươi làm nhiều như vậy chuyện tốt kết quả là trở đối đại các ngươi chính là kiếm chi đại đạo sao muốn nghĩ các người chết đi đồng môn thanh tỉnh điểm lợi ích mới là bảo trì kiếm đạo cơ sở đạo đức chỉ ở trên mũi kiếm đến mức thích hay làm việc thiện đạo thống bọn hắn cuối cùng rồi sẽ có một ngày bị thời đại ma bàn nhiên thành cặn bã thì cùng hạo nhiên kiếm tông một dạng mà bây giờ nhân vật đổi các ngươi trở thành tấn công hạo nhiên kiếm tông tà kiếm tu nếu như cho ta 100 lần lựa chọn cơ hội ta thủy chung chọn lợi ích một phương ma quang sơn mạch nơi này là ngự kim đạo châu một chỗ có chút có tên địa phương thừa thái mang theo ma tính canh kim tục truyền sơn mạch là tư thượng cổ cự ma nhục thân biến thành Chỗ tại sơn mạch chung quanh, có mấy cái tà kiếm tu môn phái thời gian dài đóng giữ nơi đây, từ bọn hắn cộng đồng khai thác canh kim. Từ ở nơi này chỗ vắng vẻ, chính đạo kiếm tu không nguyện ý lãng phí tinh lực tới đây tiêu diệt tà kiếm tu, mà lại nơi đây canh kim lại mang theo ma tính, dứt khoát cũng liền mặc kệ. Dần dần, nơi đây chậm rãi phát triển thành tà kiếm tu tại ngựa kim đạo châu một chỗ phồn hoa mậu dịch hư thị, có tam đại tà kiếm tu môn phái cộng đồng kinh doanh, nguyên bản yên ổn vô sự mấy ngàn năm cho đến hôm nay. Ma khí lượn lờ sơn mạch trên mây đen, một đạo kiếm quang giống như không ngót tấm lụa, cắt ra cẩn trọng ma vân, mang theo dồi dào thật lớn uy thế, chém tại ma quang sơn mạch phía trên. Oanh, nổ thật to thanh thoáng như diệt thế thiên tai, sơn mạch sụp đổ, đại lục gào thét ma quang sơn mạch bên trong ma thủ nhóm hoảng sợ chạy từ tán đạo đạo kiếm quang càng là giống như là bốn phương tám hướng cấp tốc trốn xa một kiếm như vậy có thể là ngựa kim đạo châu kiếm đạo chính tông liên minh chuẩn bị một đối ma quang sơn mạch tà kiếm tu tiến hành một trận lớn vây quét phát ra tín hiệu cùng một thời gian ma quang sơn mạch tam đại tà kiếm tu tông môn tông chủ cấp tốc lấy bí pháp câu thông tình huống như thế nào chẳng lẽ có một trận nhằm vào ta ma quang sơn mạch tà kiếm tu vây quét không có khả năng nếu là có hành động chúng ta xếp vào tại bọn họ chỗ ấy gian tề sớm nên truyền tin tức về đến rồi thật là khủng khiếp kiếm ý người xuất thủ đến tột cùng là ai ma quang sơn mạch bầu trời bị một kiếm này rạch ra dạ nhất tuyến thiên cổ con tay cầm tang bưu vừa mới sinh đến cảnh thất trọng thiên tu vi thi triển giai đoạn cửu tiêu uy lực của nhiên không phải bình thường cổ kiếm tà tông bọn người nhìn đến cổ con một kiếm này trong lòng sinh ra đối với cường giả lòng kính sợ không hổ là vị kia đại nhân không chỉ có quyền thế ngập trời thực lực bản thân cũng khủng bố như thế cổ Càn kiếm chỉ phía dưới ma quang sơn mạch vốn cho rằng cổ can sẽ nói giết nhưng lại phun ra một câu đoạt tất cả tài nguyên đều đừng buông tha đừng quên trận kia diệt tông chi chiến các người quẫn bách giết người từ đầu đến cuối đều không phải là mục đích lợi ích mới là 29 tên dung hợp tà kiếm tu cổ kiếm tà tông môn nhân theo đám mây cầm kiếm đáp xuống giết tà kiếm tu đối với bọn hắn tới nói có thể quá sẽ tại có tà kiếm hoàn gia chỉ dưới mà nên ban đầu trong trận chiến ấy đồng môn chết đi càng là kích phát sát ý của bọn hắn cả đám đều hóa thành say thịt chàng bắt đầu một trận máu tanh đổ xác không có nguyên do, không hỏi đúng sai, gặp mặt thì giết. Cổ Càn cũng tại cái này 29 người bên trong, lại trùng sát tại phía trước nhất. Dẫn đội dẫn đầu đi vào Ma Quang Sơn mạch Ma Quang Khư thị, chính là một chỗ mậu mộ dịch chi địa. Tới nơi này tuy là tà kiếm tu chiếm đa số, nhưng cũng có không phải tà kiếm tu thương nhân, hoặc là chính đạo kiếm tu, tại cải trang sau cũng tới nơi này mua sắm cần thiết chi vật. Lúc này Khư thị đã mở ra phòng ngự đại trận, đem cổ càn đám ba người ngăn cản bên ngoài. Làm Khư thị bên trong sinh linh thấy được người tới về sau, đều lộ ra về kinh ngạc là hạo nhiên kiếm tông kiếm phong tử bọn hắn của nhiên đã trở thành tà kiếm tu vì cái gì còn muốn đến tập kích nơi này nhất định là vì báo thủ lúc trước ma quang sơn mạch ba cái tà kiếm tu tông môn cũng không ít tà kiếm tu tham dự lần kia diệt tông trì chi chiến đừng sợ đại trận là thất phẩm tiên trận liền xem như cổ tiên cảnh kiếm tu công kích cũng có thể ngăn cản chỉ cần kéo tới ma quang tam tông cường giả đến chúng ta thì có thể sau một khắc nở rộ sáng trói tiên quang thất phẩm tiên trận phi tốc xuất hiện một lỗ hổng cô càng chờ ba mươi tên tà kiếm tu nối đuôi nhau mà vào chỉ là thất phẩm tiên trận, cổ càn tùy tiện vận dụng một tấm đơn thể bản phá trận phù, liền có thể xác thực bảo vệ nhóm người mình tiến vào bên trong. Thân là cổ tộc tộc trưởng, cổ càn trên thân bảo vật còn nhiều. Bên trong tiên trận sinh linh nhìn lấy tiến vào khư thị cổ càn chờ 30 tên tà khí ngập trời tà kiếm tu, kinh khủng sát ý tràn ngập khư thị bên trong mỗi khắp ngõ ngách, làm cho người lạnh từ đầu tới chân cùng. Toàn trường nhất thời phát ra bé nhọn nổ đùng trước phá hư truyền tống trận cổ Càn dẫn đội dẫn đầu phá hư tất cả truyền tống trận sau đó tìm đến khư thị bên trong tối cường giả triển khai chém giết ma luyện tự thân kiếm ý trước đó sinh hạ cổ hùng bưu lúc hệ thống còn phần thưởng 10 vạn năm tà kiếm tu kiếm đạo tâm đắc cảm ngộ phối hợp thực chiến lĩnh hội cổ càn kiếm tu kinh nghiệm thực chiến phi tốc tăng lên bạn chuẩn bị xem nữ trình nắm chắc không được để tra đến tập 128. các vị đạo hữu cũng là tà kiếm tu đây là có gì một giọng giả nua tại khư chợ trên không vang lên Người đến là Ma Quang Sơn Mạch Tối Cường Giả, là một tên cổ tiên cảnh nhị trọng thiên lão kiếm tu. Lúc này khư thị bên trong sinh linh bị cổ kiếm tà tông kiếm tu giết hại vô số, cả đám đều đã giết đỏ mắt. Bắt quá lúc này, bọn hắn có thể chưa quên chuyên chọn những cái kia bán các loại tu hành bảo vật cửa hàng ra tay, bên trong tất cả bảo vật đều là chiếu đơn thu hết. Để cổ kiếm tà tông người, lần đầu cảm nhận được nguyên lai tài nguyên có thể tới nhanh như vậy. Đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ kiếm đạo bí pháp, lúc này một cầm cũng là một đồng lớn, cũng không cần tiền giống như đem không gian chữ vật trang tràn đầy. Cổ cắn thật không có trong nhiều sinh sát lục, chỉ là cung cương địch giao thủ, đến một lần lạm sát sẽ trêu chọc không cần thiết nghiệp lực, hay đến giết chóc đơn giản là vì góp nhặt sát ý, đối với kiềm tu tuổi nói, sát ý càng mạnh, thì lực công kích càng mạnh, mà tăng bưu nắm giữ sát lục bản nguyên, sát ý cái đồ chơi này, còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cổ cắn cười lớn một tiếng. Trông coi cái này một mẫu ba phần đất có ý nghĩa gì, chúng ta kiếm tu, hà có thể như thế, không bằng theo chúng ta cùng nhau tùy tâm sở dục làm việc, đi đại sát tứ phương. Lao kiếm tu hiển lộ ra thân hình, là cái rất mục nát lão già, mặc lấy cùng khất cái một dạng, có một thanh không có vỏ kiếm kiếm. Hắn lắc đầu, người còn trẻ, không biết cái này thế giới hiểm ác, ai không muốn nhìn xem rộng lớn hơn thiên địa, nhưng cuối cùng rồi sẽ bị tiềm năng của mình hạn chế tại nhất định phạm vi. Chân chính thiên địa, thuộc về kiếm đạo thiên kiêu, không thuộc về chúng ta. Cổ càn nhắc kiếm liền chém về phía lão kiếm tu, tuổi đã cao, đây chính là tu kiếm vô số năm, tu ra tới cả ngộ sao. Như này kiếm tâm, còn tu kiếm làm gì, không bằng sớm làm đầu thai. Cổ can cũng khơi dậy lão kiếm tu tức giận, tốt một cái phách lối tự ngạo hậu sinh, lão hủ tu kiếm 569, không nhiều lại, đến phiên ngươi đến dạy ta tu kiếm sao. Đang khi nói chuyện, lão kiếm tu sau lưng kiếm phi ra, rơi vào hắn tay, thân kiếm rung động kiếm linh bộc phát ra đáng sợ kiếm đạo uy thế làm não kiếm tu nắm chặt kiếm sau cả người khí chất trong né mắt theo mục nát hóa thành kiếm tôn ánh mắt vô cùng sắc bén như tử thần nhìn chăm chú của cản đồng tử vị này tiền bối là ai vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua là ma quang sơn mạch tam tông cộng đồng cung phụng thực lực thầm bất khả chắc vâng lão thế nhưng là cái không hơn không kém kiếm si chỉ tiết tự thân từ chất hữu hạn tu vi đến sinh đế cảnh viên mãn thì là cực hạ vì có thể tiếp tục truy cầu cao thâm hơn kiếm ý lựa chọn tu hành tà pháp rơi xuống làn tà kiếm tu mới lại sống thêm hứa nhiều tuế nguyệt luận tu hành thiên phú vương lão có lẽ không được nhưng muốn luận kiếm đạo thực lực tổng hợp nay người còn chưa đủ nhìn đúng vậy a à, sinh đế cảnh thất trọng thiên muốn muốn khiêu chiến cổ tiên cảnh nhị trọng thiên lâu năm kiếm đạo cường giả nói chuyện viển vông cổ còn cảm nhận được chân chính áp lực tuy nói muốn giết đối phương không khó nhưng muốn đơn thuần lấy kiếm đạo thực lực bài vị này vương lao độ khó khăn thì rất lớn một trận chiến này cổ càn không có áp chế tu vi đối phương tuyệt đối được cho ngựa kim đạo châu tối cường giả một trong hơi không cẩn thận liền sẽ bại trận thương minh chảm cổ càn một kiếm chém ra thương minh kiếm ý xé rách mảng lớn không gian đủ để khai thiên không núi đổ mạch ma quang sơn mạch rất to lớn kéo dài ức vạn dặm trong đó không biết cứ ngụ bao nhiêu sinh linh mà dưới một kiếm này lớn như vậy ma quang sơn mạch cũng bắt đầu rung động phụ cận vây xem sinh linh càng là cảm giác tự thân bị thương minh chảm sở khiên động kỳ uy áp để nhịp tin đập đều đình chỉ vương mau không tiến ngược lại thụt lùi trận mắt tròn xoe đến được tốt lão hủ sống bao nhiêu năm được chứng kiến bao nhiêu kiếm đạo kỳ tài bằng ngươi còn không vào được lão hủ mắt vương mau sau lưng hiện ra một tôn kình thiên cự kiếm từ trên sùng dưới phẳng phất muốn đem chọn cái ma quang sơn mạch cho đâm xuyên càng là có một cô khí tức quỷ dị khuếch tán ra tới phàm là bị tức hơi thở tiếp xúc cùng đến sinh linh đều là bị thôn phệ sinh cơ mà chết phệ sinh kiếm vực mau lui loại này các số truyền đấu không phải chúng ta có thể vây xem chạy mau vương mau làm sao không biết được cổ càn thân phận thần bí có thể lĩnh đội cái kia 29 cái dung hợp thành giai tà kiếm hoàn tà kiếm tu hắn thân phận không cần nghĩ cũng biết lớn đến kinh người đến mức cổ càn đến mục đích này ngay từ đầu đã nói lên chỉ là vương mau không nguyện ý thêm vào vương mau không nguyện ý hắn che chở ma quang sơn mạch sở hữu tà kiếm tu cũng không có khả năng thêm vào cổ càn tà kiếm tu đội ngũ Vương Mâu rất rõ ràng, một khi thêm vào, thế tất sẽ làm ra một số anh động đại sự kiện, từ đó làm cho vô cùng ác liệt hậu quả. Sau đó cổ cần tự nhiên có thể phủ mông một cái rời đi, nhưng bọn hắn thì phải bị không chịu đựng nổi trả thù. Vương Mâu cự tuyệt làm sao bây giờ? Cổ cần biện pháp là đánh phục, để Hán một lần nữa giấy lên lúc tuổi còn trẻ kiếm tu chi tâm. Hai người giao thủ đối toàn bộ ma quang sơn mạch tới nói, tạo thành thương tổn là khủng bố. Nguyên bản khư thị tại hai người trong chiến trường, không khác nào một hạt trò bụi, mảng lớn mảng lớn sơn mạch bị chém đứt, càng là vô số sinh linh vẫn lạc trong đó bọn hắn có tội bởi vì nhỏ yếu kiếm ý của ngươi cố nhiên cường đại nhưng mới nhất trọng thiên kiếm ý như thế nào cùng lão hủ để mũ trọng thiên kiếm vực chống lại vương mâu cầm kiếm mỗi một lần huy kiếm đều có thể tạo thành ma quang sơn mạnh ma vân cuồn cuộn cả phiến thiên địa làm kịch biến tại ba ngàn đạo châu càng già sinh linh thì càng khủng bố nhất là mục nát nhân loại lão già hắn khô quát dưới da thịt là như là thâm miên giống như đáng sợ sức mạnh to lớn cổ càng trên thân đã bị thương nhưng lại càng chiến càng mạnh đối với ta kiếm tu kiếm đạo tâm đắc lĩnh ngộ cũng càng ngày càng nhiều trong chiến đấu kịch liệt cổ càn kiếm đạo cảnh giới cũng đang nhanh chóng kéo lên bên trong nhị trọng thiên kiếm ý tam trọng thiên kiếm ý mũ trọng thiên kiếm ý cổ càn trong tay tăng bưu ngao ngao địa giết rắn đe ép tăng bưu đại gia đánh tăng bưu đại gia muốn giết sạch hết thầy còn sống đồ vật cổ càn không để ý tới con hàng này trong mắt đều có nồng đậm kiếm ý vô cùng sắc bén lại kiên nghị hô tăng bưu muốn phóng đại chiêu chuẩn bị tốt trong tay tăng bưu nhất thời ngao lớn tiếng hơn sát lục bản nguyên toàn bộ khai hỏa cho tăng bu đại gia giết sạch lão tiểu tử này cả nhà công tăng bu toàn thân bộc phát ra tinh hồng cùng cực giết hại sát ý ngập trời càng đem thiên địa phủ lên thành bắt mắt màu đỏ áp lực sau tử vong còn muốn làm cho người sợ hãi áp lực thời gian phảng phất tại một chút xỉu đường im vạn tượng đều lại bị dừng lại trong thiên địa tất cả đều bình tĩnh lại tựa như tinh di đấu chuyển tinh hải đều dừng lại vì tuyên cổ bất biến bức tranh cổ can thể nội dương nguyên chi lực điên cùng tràn vào tăng bu bên trong khiến cho khí tức càng khủng bố đối hướng vương mau cảm nhận được một áp lực trầm trọng trên người hắn cũng có thương tổn bị cổ càn chém dụng một cánh tay tại sát lục bản nguyên ăn mòn dưới thương thế không cách nào khép lại càng không thể một lần nữa sinh trưởng huyết nhục xương thân thể của hắn chậm rãi trầm tĩnh lại nhưng trong tay bồi bạn chính mình vô số năm đồng bọn chậm rãi mở miệng tiểu vương xem ra đối phương là chúng ta không chọc nổi tồn tại chỉ là nửa đường tu kiếm liên có thể có thành tựu như thế này chúng ta dù là dốc cả một đời cũng vô pháp có được đồ vật nhân ra lại dễ như trở bàn tay cái này công bình sao cái này không công bằng kiếm linh bay ra thanh âm lạnh lùng vậy làm sao bây giờ kiếm linh cùng vương mâu hòa là một thể để vương mâu thân thể trở lại thanh niên thời kỳ kinh khủng kiếm đạo khí tức liên tục tăng lên giết hắn thôn phệ hắn hết thảy đã thiên đạo bất công vậy liền hết thảy đều đoạt người khác vương mâu trong miệng truyền ra không thuộc về hắn thanh âm bạn chuẩn bị xem nữ trình nắm chắc không được để tra đến tập một trăm hai mươi chín lão già kia người có ít đồ à cô càng kêu gào lấy bị sát ý phủ lên huyết sắc thiên địa làm bối cảnh cô càng thân ảnh rõ ràng nhỏ bé lại vào lúc này bị vô hạn phóng đại chấn áp thiên địa vạn vật cô can lời ấy không phải tại nhục nhã vương mâu mà là thật tán thành vương mâu thực lực vượt qua hắn mong muốn như thế nhiệt huyết dâng trào nhất chiến để cổ con chỉ cảm thấy trên thân huyết dịch đều tùy theo mà sôi trào toàn thân run rẩy tại bị dừng lại thiên địa vạn tượng chi cảnh bên trong chập cháy vung ra trong tay tăng bưu công một kiếm này vung ra lại lại hình như cái gì đều không biến thiên địa vẫn là ban đầu thiên địa vạn tượng chi cảnh sắc cũng thoáng như đã từng chưa từng biến hóa một màn nhưng tại vương mâu trong lạnh mắt nhìn đến đây là cổ cản chỗ sát y thiên địa tại một kiếm kia dưới tề tụ toàn bộ uy thế hướng về chính mình mãnh liệt mà đến thương minh kiếm quyết thứ ba kiếm đến định vạn tượng cũng không phải là cái gì vạn vật vạn tượng bất động như núi mà chính là thiên địa vạn vật đều đang động đều hóa thành thương minh kiếm ý một bộ phận để tụ vạn tượng chi thế cho ngưng tụ mà thành to lớn một kiếm vương mâu trong lòng kinh hãi khủng bố như thế lại cùng cực kiếm pháp chính mình chỉ sợ thật muốn bị tiểu bối khiêu chiến vượt cấp thành công tuy nhiên lấy thân phận của đối phương bị đánh bại không mất mặt nhưng vương Mâu không cam tâm dựa vào cái gì người cổ càn có thể cầm giữ có như thể áo rượu vô cùng đỉnh cấp kiếm pháp mà ta si tâm nghiên cứu kiếm đạo vô số năm kết quả là lại muốn biến thành ngươi một cái kiếm đạo tân nhân bàn đạp trong lòng của hắn không cam lòng cùng điên cùng bị phóng đại đến cực hạn hai mắt bị giữ tợn ma tính thôn phệ sau lưng khủng bố kiếm linh dường như hóa thân hung thú hỗn độn thôn phệ ma quang sơn mạch hết thể sinh cơ cực hạn đáng sợ kiếm ý điên cùng bạo phát quân cuộn không dứt năng lượng để vương mâu đầu đầy tơ lụa sám loạn vũ phẳng phất giống như một tôn siêu cấp đại ma đầu nuốt người thiên địa muốn nuốt người hết thảy kinh thiên chi kiếm xúc thế hoàn tất vương mâu hai tay nâng quá đỉnh đầu giống như là bắt lấy sau lưng kinh thiên chi kiếm chui kiếm hướng về cổ càn thân ở sát ý thiên địa bổ tới dù là cách nhau vạn dặm cổ càn đều có thể cảm nhận được vương mâu cái kia cổ muốn thôn vẽ hết thảy điên cùng kiếm tâm cái này khiến cổ càn cười to không tệ không tệ không tệ chính là muốn dạng này thiên đạo bất công lấy vạn vật vì xô cầu. ta không cam tâm luôn vì người khác mà kiếm thạch ngươi lại sao cam tâm biến thành ta mà kiếm thạch phản kháng đi liều hết tất cả giết ta, ta hết thảy thì đều là ngươi. Chém, nâng theo lấy cổ can một kiếm hoàn chỉnh chém ra. Vạn tượng chi kiếm cùng kính thiên chi kiếm va chạm, thiên địa cô quạnh, sơn mạch đoạn tuyệt. Công, kiếm minh thanh âm vang rền, cực đạo giết hại cùng vô tận thôn phệ hai loại cực đoan quy tắc chi lực đan vào một chỗ, sinh ra áp bách, để ma quang sơn mạch phương viên trăm vạn dặm sinh linh cùng nhau nổ tung hóa thành xương, máu, thân tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, nhất là tà kiếm tu, căn bản sẽ không để ý ngộ thương, mà lại chết sinh linh càng nhiều, còn có thể thôn phệ sinh cơ, gia tốc hồi phục. Như thế một khoản to lớn nghiệp lực, đối với cổ can tới nói, cũng coi như khó lường cái gì. Dù sao cũng là ngộ thương, không là cố ý muốn giết chết bọn họ, mà lại lấy cổ can làm người, căn bản không có khả năng lòng sinh ngày nấy. Người nhỏ yếu cũng là người tử vong nguyên tội, thông khoái, bắt con, người để lão hủ toàn thân thoải mái, chúng ta tái chiến trăm bạn hội hợp. Vương Mâu còn dỡ cười to, trên thân hiện lên có vết nứt, có thể cả người hào hứng, lại tựa như về tới lớn nhất lúc còn trẻ. Cầu càng cũng không chịu nổi, trong lòng có một cái xiên qua thương tổn, thôn phệ quy tắc chi lực liên tục không ngừng thôn phệ tự thân sinh cơ. Phi, cầu càn nôn một ngụm máu nước bọt, trong mắt đồng dạng thiêu đốt lên đáng sợ chuyển ý. Chính hợp ý ta, lão già kia, hôm nay liền là ngày dỗ của ngươi. Hai người đều cầm kiếm, từ không trung đánh gần nơi sâu xa của đại lục, theo nơi sâu xa của đại lục lại đánh lên trời cao mái vòm nhưng không thấy hai người thân ảnh, chỉ có thể nghe được kim loại tiếng va chạm quanh quẩn ở trong thiên địa. Một bên khác, cổ kiếm tà tông tà kiếm tu cũng tại cùng cái khác tà kiếm tu chém giết cùng một chỗ, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, một lòng chỉ vì giết địch. Số lượng đối với kiếm tu tuổi nói không tạo thành nguy hiểm, kiếm tu am hiểu nhất cũng là tung kiếm chi thuật, cũng chính là cái gọi là một bên trốn vừa đánh, có thể không ngừng trước giết chết đối thủ nhỏ yếu, sẽ chậm chậm tiến, hành tiêu hao chiến. Dạng này chiến đấu kịch liệt vẫn chưa tiếp tục bao lâu, mà ba quang sơn mạch bên ngoài, đồn một xuất hiện liên miên kiếm tu hoặc là lấy phi chu, hoặc là sừng sững tại cự kiếm phía trên, cũng có một mình ngự kiếm mà đến. Mà những người này đều không ngoại lệ, đều là kiếm tu, lại là kiếm đạo chính tông kiếm tu. Bọn hắn nghe nói hạo nhiên kiếm tông kiếm tu đối ma quang sơn mạch phát động tập kích, lại phát giác được cổ càn cùng vương mâu chiến đấu ba động, quả quyết lựa chọn nhúng tay vào, chuẩn bị kiếm một chén canh. Ma quang sơn mạch canh kim mỏ quy ngơ ngơ tuy nhiên khó dùng đến luyện chế ma kiếm, nhưng lại có thể dung nhập một số đặc thù thiết bị bên trong, không ít luyện khí tông môn đều giá cao cầu ma quang sơn mạch canh kim mà lại có thể giết một nhóm lớn ta kiếm tu, lấy được chiến lợi phẩm cũng là kinh người. Có hạo nhiên kiếm tông sung phong, còn đem vương mâu cái lão quái này vật kiềm chế, lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào. Hạo nhiên kiếm tông đạo hữu nhóm, tuy nhiên các người bị ép rơi súng làn tà kiếm tu, nhưng ở trong lòng chúng ta, các người đều là anh hùng. Yên tâm, các người không phải tại một mình phân chiến, còn có chúng ta, giết. Ma Quang Sơn mạch tà kiếm tu đối với lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn kiếm đạo chính tông kiếm tu hành động, cảm thấy cực kỳ chờ chẽn. Rõ ràng trước đó Hạo Nhiên Kiếm Tông bị Tà Kiếm Tu Diệt Tông thời điểm, nguyên một đám cái dám đều không thả một cái, hiện tại cả đám đều giống như cỡ nào trượng nghĩa giống như, chạy ra đến đứng tại đạo đức điểm cao hô hào khẩu hiệu. Bọn này ngụy quân tử, phiền toái, Hạo Nhiên Kiếm Tông đạo hữu, trước đó đối các người xuất thủ là chúng ta không đúng, nhưng bây giờ các người cũng là Tà Kiếm Tu, tuyệt đối đừng nghe tin lời của bọn hắn. Đúng vậy á, à. bọn hắn giết ta nhóm, khẳng định sẽ đối các ngươi xuất thủ, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ các ngươi quật khởi. Bắt quá cổ kiếm tà tông kiếm tu căn bản không hề bị lay động chỉ nghe theo cổ càn mệnh lệnh chắc chắc còn thật nhóm vô lợi không dạy sớm chủ lúc này thì đều xuất hiện cổ càn cũng nhìn thấy kiếm đạo chính tông số lớn kiếm tu chạy đến lại số lượng càng ngày càng nhiều vương máu vết thương trên người vô số toàn bộ mái tóc vẫn như cũ cùng vũ trên thân uy thế kinh người trận chiến này thông khoái tuy nhiên không biết ngươi là ai nhưng nghĩ đến ngươi là thân phận cỡ nào không tầm thường đại nhân vật mà ta có thể chém vào ngươi chật vật như thế lão hủ thì thoải mái đến không được á à. vương mâu toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ càng là không có hình tượng chút nào cười ha hả cười dương về sau, vương mâu vuốt sâu, ta đồng ý, hết thể nghe ngài, đại nhân, đến đó lấy nên làm như thế nào. Vương mâu đồng ý thêm vào cổ càn đội ngũ, tuy nhiên không biết muốn làm gì, nhưng thông qua vừa rồi nhất chiến, ta theo mặt bên biết được cổ càn tính cách. Kiếm ý như người, kiếm tu tốt nhất giáo hữu phương thức, đều là lấy kiếm kết bạn. Vương mâu biết mình sẽ bị lợi dụng, nhưng chỉ cần có thể thu lợi, liền có thể tiếp nhận, lại càng là giao thủ, thì càng bội phục cổ càn không đơn giản rõ ràng mới tu kiếm không lâu lại có thể một mực chỉ dùng kiếm cùng mình chiến đấu đến bây giờ chỉ sợ tùy tiện xuất ra cái át chủ bài đều có thể tùy tiện trấn áp chính mình cô càn ánh mắt nhìn về phía những cái kia càng tụ càng nhiều kiếm đạo chính tông kiếm tu dày đặc cười một tiếng giết hao hết ma quang sơn mạch hết thảy để bọn hắn biết mình quyết định sai lầm trong tay tăng bưu ngao ngao kêu to giết 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 sạch toàn bộ sinh linh bạn chuẩn bị xem nữ trình nắm chắc không được để tra đến tập 130. vô luận là chính đạo kiếm tu cũng tốt vẫn là tà kiếm tu cũng được nói tóm lại đều là kiếm tu mà kiếm tu thành lập hữu nghị nhanh nhất phương thức chính là cùng một chỗ sóng vai chiến đấu cổ kiếm tà tông kiếm tu nghe lệnh đem kiếm phong nhắm ngay sở hữu chính đạo kiếm tu không có lý do gì không có có ân oán chỉ có lợi ích cổ càn mở miệng hạ lệnh nhưng cổ kiếm tà tông kiếm tu đều mặt lộ vẻ vẻ do dự để bọn hắn giết tà kiếm tu không có vấn đề nhưng một khi nhiễm kiếm đạo chính tông kiếm tu huyết thì chuyện để trở về không được cổ càn biết bọn hắn cố kỵ lần nữa khuyên nhủ Bọn hắn đến đây, không phải là vì đến tương trợ, mà là vì cướp đoạt tài nguyên, theo trong tay các người đoạt thức ăn. Các ngươi là quên hạo nhiên kiếm tông canh kim mỏ quy ngơ ngơ bị cái khác kiếm tu đạo thống sửa đoạt, dẫn đến hạo nhiên kiếm tông kiếm tu nguyên một đám nghèo đinh đương vàng, thời gian qua có bao thê thảm sao. Nên làm như thế nào, không cần ta nhiều lời đi. Cổ càn ánh mắt rất lạnh, nếu là cổ kiếm tà tông cái này 29 tên tà kiếm tu, vẫn kiên trì không có chút ý nghĩa nào nguyên tắc, ta nói lên bọn hắn đã không có thuốc chữa. Một khi như thế, cổ càn đem trực tiếp khống chế tà kiếm hoàn thôn vẽ hết bọn hắn, cho tà kiếm hoàn tìm khác tân chủ. Giết! Cổ kiếm tà tông tông chủ là người đầu tiên động thủ, hắn là tông chủ, càng có thể minh bạch tài nguyên tầm quan trọng. Trong lòng của hắn, nguyên bản hết thảy nguyên tắc cùng kiên trì, đều cần xếp tới tài nguyên về sau. Hết thảy tất cả, đều xây dựng ở tài nguyên trên cơ sở. Đã những người này tới mục đích là vì cướp đoạt chính mình chỗ nỗ lực cầu duyên, cái kia chính là muốn mạng địch nhân, có thể kiếm phong đối lập, giết, tông chủ đi đầu, những người còn lại cũng không có tiếp tục kiên trì nguyên tắc. Nguyên bản do dự trần trời chuyển biến làm của quyết sát y, không chế vạn thiên đạo ánh sáng, theo tông chủ cùng một chỗ giết hướng chính đạo kiểm tu. 29 người tạo thành kiếm trận đáng sợ cùng cực, đều là thành giai cấp bậc tà kiếm hoàn, phân hóa kiếm quang tổ hợp lại với nhau, dọa người vô cùng, sát phạt lực càng là không có gì sánh kịp khủng bố, chấn kinh thập phương. Đối với cổ kiếm Tà tông 29 tên kiếm tu công tích, chính đạo kiếm tu vẫn chưa biểu hiện ra phẫn nộ, trên thực tế, bọn hắn thì là hướng về phía kiếm tiện nghi tới, bất quá vẫn là sẽ đại nghĩa lẫm nhiên trách cứ, ta kiếm tu cũng là tà kiếm tu, như chó không đổi được đất cước, đã các người đã đoạn lạc, lựa chọn cùng chính đạo là địch, liền muốn có vẫn lạc giác ngộ, chúng ta tu kiếm, há lại cho tà đạo hung hăng ngang ngược, giết, chính ta kiếm tu đại chiến âm vang bạo phát, cổ càn cùng vương mâu trong khoảnh khắc biến chiến tranh thành tơ lụa liên thủ thẳng hưởng chính đạo kiếm tu đại quân đừng sợ hai người đại chiến một trận tiêu hào nghiêm trọng trong thời gian ngắn khó khôi phục không còn lo lắng gần nhất ta hiên viên kiếm tông chủ tông có đại nhân vật đến thăm sở hữu tạc kiếm tu đều muốn đền tội anh chủ tông vị kia đại nhân đâu Cô càn ăn vào một hạt thánh đan tiện tay cũng ném cho vương mâu một viên vương mâu trừng tó mắt hai tay cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận như xem chân bảo giống như đen để vào một cái tinh xảo cực phẩm trong hộp mọc thật tốt bảo quản như thế phẩm chất thánh đan đối với tu hành đều có to lớn có ích dùng để đơn giản liệu thương quá mức phung phí của trời khụ khụ lão hủ nơi này có một số liệu thương đan dược vương Mâu xuất ra phổ thông liệu thương tiên đan phục dụng có thể không nợ ăn thành đan cô càn không có đi quản hắn giống như vậy đan dược hắn còn nhiều hai người lẫn nhau triệt tiêu lưu tại đối phương trên vết thương tiếp tục thương tổn trạng thái cấp tốc hồi phục vương Mâu ánh mắt nhìn về phía chính đạo kiếm tu đại quân hậu phương lớn ánh mắt có chút ngừng trọng vừa mới ta phát giác được một cỗ so ta còn muốn khí tức cường đại bất quá chẳng biết tại sao không có xuất hiện vương mô nói đến đây mắt nhìn cổ càn đã hiểu rõ đối phương vì sao không có xuất hiện cổ càn tự nhiên cũng cảm nhận được là hiên viên kiếm to một vị phó tông chủ thực lực cổ tiên cảnh trung hậu kỳ đi vào ngựa kim đạo châu đoán chừng là vì lý uyển nhi bởi vì lý uyển nhi đã mất đi tin tức được một khoảng thời gian rồi nghe nói là tiến vào ngựa kim đạo châu khu vực biên giới thần bí không gian vết nước không hướng không biết thế giới đối với lý uyển nhi an nguy cô càng không lo lắng thân là khí vận chi nữ kiếm đạo nữ đấy chuyển thế xác suất lớn không chỉ có không có nguy hiểm còn sẽ có cơ duyên lấy vị kia phó tông chủ thực lực đủ để nghiền ép toàn trường coi như vương mau là trạng thái toàn thịnh cũng đương hồng cùng đối phương chống lại mà lại đối phương thân là hiên viên kiếm tông chủ tông phó tông chủ trên thân khẳng định là vũ trang đến tận răng đều là cực phẩm kiếm đạo bảo vật kiếm phát kiếm quyết cũng là đỉnh cấp hàng các phương diện treo lên đánh vương mâu cổ càn vẫn chưa đối với hắn bại lộ thân phận xem ra là vị kia phó tông chủ phát hiện cái gì mới không có xuất thủ tại chính đạo kiếm tu cùng tà kiếm tu đại chiến bạo phát về sau ẩn tàng trong hư không một người trung niên nam tử trong mắt bể nào không ngừng có chút thuộc bất quá cần phải không thể nào vị kia không cần phải tại cổ tộc trong tộc sao nghe nói hạo nhiên kiếm tông từng là cổ tộc phụ thuộc thế lực mà có thể có như thế thủ bút tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia. Bất quá vị kia làm sao lại cùng ta kiếm tu lăn lộn cùng một chỗ, hoàn toàn ước lượng đo không ra vị kia rốt cuộc muốn làm gì à? Liên tông chủ đều muốn vị kia làm làm đại ca, ta hiên viên kiếm tông tả đạo rơi chuyến đi, cũng là cùng tải vị kia sau lưng, mới có thể chiếm cứ tốt đẹp như vậy cục thế, nếu là ta tùy tiện xuất thủ hỏng vị kia. Chuyện tốt, nhức đầu, thôi, coi như ta chưa từng tới, vẫn là đi nhìn xem Lý Huyền Nhi tình huống bên kia, đến tổ cùng sống hay chết muốn đến nơi này vị này địa vị cực lớn phó tông chủ lặng yên không tiếng động chuồn đi hắn co dám đánh bạc cổ cán thân phận bởi vì vô luận hạo nhiên kiếm tông sau lưng đứng chính là người nào khẳng định đều là địa vị cực lớn tồn tại một khi xử lý không tốt rất dễ dàng liên lụy đi vào tốt nhất kết quả xử lý cũng là không xử lý xem như chính mình chưa từng tới nên như thế nào thì như thế ấy dù sao thì từ chút kiếm tu mà thôi bắt từ chính mình đạo thông kiếm tu liền tốt rời đi trước vị này phó tông chủ cho hiên viên kiếm tông hạ lệnh toàn tông môn người toàn bộ lui ra nghiêm cấm tham dự việc này nguyên bản vẫn chờ chủ tông tới đại nhân vật lôi đính xuất thủ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh đều không có cam lòng một số thông minh cao tầng đã hiểu rõ rất nhiều việc nhìn về phía cổ càn ánh mắt cũng dần dần có không thích hợp làm cho chủ tông phó tông chủ đều không dám nhìn thẳng tồn tại đối phương tất nhiên một vị nào đó không chọc nổi siêu cấp đại nhân vật rút lôi có hiên viên kiếm tông đi đầu còn lại chính đạo kiếm tu người được hướng gió không đúng lập tức chuồn đi tốc độ chạy trốn so với chiến đấu tốc độ nhanh hơn trước khi đi vẫn không quên để đó ngoan thoại ta đạo chờ có cản rỡ đợi lão tử đem kiếm mài sắc lại đến lấy người này tính mạng ta kiếm tu nhóm cũng không nghĩ tới chính đạo kiếm tu thua chạy nhanh như vậy đều vẫn không rõ xảy ra chuyện gì bắt quá đánh chó mù đường sự tình bọn hắn rất vui với đi làm không biết đại nhân muốn ta ma quang sơn mạch kiếm tu làm cái gì vương mau dò hỏi hiện tại hắn đã tin phục chính đạo kiếm tu cũng chạy là thời điểm cái kia chuẩn bị một chút vì cổ can làm việc cổ can nói ra mệnh lệnh của mình Toàn bộ thêm vào cổ kiếm tà tông, sở hữu sinh nguyên cảnh trở xuống kiếm tu, tiến vào sinh nguyên cảnh trở lên kiếm tu thể nội thế giới, bỏ qua rơi ma quang sơn mạch cái này không có chút ý nghĩa nào địa phương. Vương Mô hơi hơi nhiều may, sau đó gật đầu, nghe ngài, vậy chúng ta tu luyện cần thiết tài nguyên, là ngài ra sao? Cô con trả lời, cái này không cần người đến quan tâm, đi làm tốt sự kiện này, lập tức xuất phát chạm tiếp theo, muốn đuổi tại giới vực thiên kiêu chi chiến kết thúc trước đó, vì ta là một chuyện, bạn chuẩn bị xem nữ trình nắm chắc không được, để tra đến tập 131. Thời gian kế tiếp bên trong, cổ can lấy 29 tên tà kiếm tu vì ban đầu lực lượng, sau đó không ngừng mà của cầu tuyết, phát triển cổ kiếm tà tông tổng hợp lực lượng, cũng coi là biến tướng chỉnh hợp ngựa kim đạo châu sở hữu tà kiếm tu. Cũng liền tại hai năm sau, cổ kiếm tà tông danh tiếng, đã danh động ngựa kim đạo châu, thậm chí chung quanh đạo châu đều đang đồn cổ kiếm tà tông tin tức. Lan tề tụ một cái đạo châu sở hữu tà kiếm tu lực lượng, mới có tư cách diệt đi thanh thủy thánh địa tiền vốn. Như vậy đến đón lấy cổ càn vận dụng cổ tộc bên trong truyền tống trận đem đem cổ kiếm tà tông sở hữu tà kiếm tu dẫn tới thanh thủy thánh địa chỗ hàn sơn đạo châu bởi vì tiết xuống hành động là diệt tông cần phải thật tốt kế hoạch một chút cổ kiếm tà tông cổ tiên cảnh kiếm tu hết thảy năm vị trong đó chỉ có một vị là cổ tiên cảnh trung kỳ còn lại đều là sơ kỳ cái này năm tên tà kiếm tu phân biệt đại biểu ngự kim đạo châu tà kiếm tu liên minh tầng cao nhất chiến lực thương nghị thương lượng với bọn họ liền tốt Đương nhiên, cổ kiếm tà tông tông chủ cũng chính là hạo nhiên kiếm tông tông chủ cũng có tư cách tham dự thương nghị. Lúc này cổ kiếm tà tông mọi người thì giấu ở thanh thủy thánh địa phụ cận một chỗ khư thị bên trong, còn lại tà kiếm tu đều tại sáu người thể nội thế giới bên trong. Nếu như không có cổ can ở đây, loại này đem tánh mạng giao cho người khác cách làm, còn lại tà kiếm tu là không thể nào đồng ý. Có cổ can làm bảo hộ, bọn hắn mới yên tâm tiến vào đường người thể nội thế giới. Làm sao tiến vào thanh thủy thánh địa không cần các người quan tâm, có ta ở đây, tự nhiên là có biện pháp phá trận cổ can mở miệng trong giọng nói mang theo tự tin mãnh liệt vương mô sống mấy chục vạn năm kinh nghiệm lão luyện cau mày mở miệng theo tại khư thị bên trong nghe được tình báo nói thanh thủy thánh địa tuy nhiên thực lực tổng hợp không mạnh có thể hàn thánh chủ chính là thông huyền đế chiều cơ khiếu thiên đạo lữ khó đảm bảo trên người nàng sẽ có bảo mệnh át chủ bài có khác một tê điều diễm tà kiếm nữ tu phụ họa vạn nhất cơ khiếu thiên tại thanh thủy thánh địa có lưu truyền tống trận trực tiếp đem huyền tiêu để quân truyền tống đến một phần nhỏ đều đủ để giết chúng ta trăm cái vừa đi vừa về Thanh thủy thánh địa bên trong, còn có một tên hư hư thực thực cổ tiên cảnh hậu kỳ thái thượng lão tổ, trong chúng ta không có bất kỳ cái gì một người có thể chống lại. Muốn muốn tiêu diệt một cái đạo thống không phải đơn giản như vậy. Còn lại là thanh thủy thánh địa loại này giàu có đạo thống, vô luận là thánh địa bên trong tu hành giả, vẫn là thánh địa phân phối các loại đỉnh cấp bảo vật muốn giết tông rất khó cái này không so hạo nhiên kiếm tông liền duy trì hộ tông đại trận tiên nguyên thạch đều không có thanh thủy thánh địa có cơ khiếu thiên cái tầng quan hệ này tại những năm này không biết mò bao nhiêu chỗ tốt không nói giàu đến chảy mỡ chỉ ít mỗi người đệ tử đều có thể vũ trang đầy đủ lên những thứ này có kỵ cổ càng tự nhiên đều mỹ qua cười ha ha ta biết các ngươi muốn nói cái gì muốn muốn bảo vật thì nói thẳng đừng kéo những thứ này cong cong lượn lượn cô còn chỗ nào không biết mấy cái này lão già kia muốn trước theo chính mình nơi này muốn chỗ tốt dù sao bọn hắn nguyên một đám đều nóng mắt hạo nhiên kiếm tông 29 tên kiếm tu trên thân thành giai tà kiếm hoàn không phải vậy trước đó nguyên một đám cũng không có khả năng quy thuận thống khoái như vậy cổ càn cũng không keo kiệt vung tay lên từng kiện từng kiện thành khí xuất hiện tại giữa không trung không chỉ có như này đan dược phù lục trận bàn không thiếu gì cả đều là đỉnh cấp hàng hô hô vương mô chờ mắt người đều nhìn thẳng hô hấp càng trở nên trầm trọng muốn không phải cổ càn tại chậu nguyên một đám phải đoạn lên cầm chỗ tốt cho ta giá sức điểm, muốn là thất bại, súng chàng các người rõ ràng. Cổ cắn ngữ khí rất lạnh, lộ ra sát khí. Đối đã loại này chợt không trượt giảm lão quái vật, liền phải hung ác điểm. Đại nhân yên tâm, coi như huyền tiêu để quân thật tới, lão tử cũng dám đi tới chém người. Lần này nhiệm vụ là diệt đi thanh thủy thánh địa, bắt sống cơ khiếu thiên đạo lữ. Cái trước là vì trả thù cơ khiếu thiên thêm vào tranh đấu, cái sau là vì uy hiếp cơ khiếu thiên, tốt nhất suy nghĩ kỹ càng mới quyết định. Lần tốt sách lực vẹn toàn về sau, diệt tông hành động bắt đầu thanh thủy thánh địa bên ngoài một tấm không chút nào thu hút phù lục theo đám mây chậm rãi bay xuống tại sắc rơi vào thanh thủy thánh địa bên trong lúc hộ tông đại trận bị trong nháy mắt kích phát tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ thanh thủy thánh địa địch tập có người tập kích thanh thủy thánh địa tấm bùa kia đã biến mất không thấy thay vào đó là đầy trời phức tạp phù văn cấm chế không ngừng tan dạ thanh thủy thánh địa hộ tông đại trận làm hộ tông đại trận lấp lấy vài cái về sau sau cùng đúng là hoàn toàn biến mất không thấy thanh thủy thánh địa đại trưởng lão kinh hô làm sao có thể, ta Thanh Thủy Thánh Địa hộ tông đại trận thế nhưng là cửu phẩm thánh trận a? Nay tại Hộ tông đại trận biến mất trước tiên, vô số đạo sắc bén khí tức, theo Thanh Thủy Thánh Địa thập phương đột kích, bầu trời bốn phía, lòng đất, thậm chí thứ không gian bên trong, trong ngáy mắt có hải lượng kiếm quang xuất hiện, kiệt kiệt kiệt, giết, giết, ta kiếm tu tiếng cười gian vang vọng đất trời, không mấy đạo kiếm quang càng là phá diệt hết thải sinh linh, Đồn một tập kích, tuyệt đối số lượng, cùng thực lực cường hãn, đều trở thành nện ở tại Thanh Thủy Thánh Địa trên thân vẫn thạch cổ kiếm tà tông tà kiếm tu số lượng rất nhiều mà lại mỗi một cái đều là không nói võ đức đánh lén đối mặt thanh thủy thánh địa loại này khuyết thiếu truyền đấu tu hành giả tới nói hoàn toàn là hàng di đả kích công một đạo kinh khủng đánh chém trực tiếp đem chọn cái thanh thủy thánh địa chém thành hai nửa như là thâm miên giống như khe rãnh không biết tổng táng thanh thủy thánh địa bao nhiêu sinh linh cao 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 đây chính là thánh khí chi uy sao đừng kêu lên trước giúp đại bắt được người cái này thánh địa thánh chủ lúc này nàng cần phải tại tu luyện cũng đừng làm cho nàng chạy mái vòng phía trên một đôi mắt nhìn xuống đây hết thảy cổ càn không thể ra tay bởi vì hắn là cổ tộc tộc trưởng dù là bây giờ đã ngụy trang nhưng ở đại vĩ lực người thủ đoạn dưới sẽ bị thời gian quay lại chi phát trở lại như cũ chân thân đến lúc đó đem về lâm và bị động cục diện đang tập kích trước đó cổ càn liền đã dùng một cái cửu phẩm đỉnh phong thành giai khốn trận trận bàn phong tỏa phiến thiên địa này dùng phong thiên tòa điện tháp hiệu của càng tốt hơn nhưng điều mọi người đều biết đó là cổ cản pháp bảo một trong đồ xác vẫn chưa tiếp tục bao lâu thanh thủy thánh địa bên trong toàn bộ sinh linh cho dù là một con chó đều bị dựng thẳng cắt thành hai nửa thi thể khắp nơi trên đất mưa máu vầy xuống càng là có sinh đế cảnh báo sinh linh vẫn lạc đạo tiêu thiên tượng liên tiếp không tiêu nửa phút theo hộ tông đại trận bị phá cho đến bây giờ ngoại trừ vị kia cổ tiên cảnh hậu kỳ thái thượng lão tổ còn lại vô luận đệ tử vẫn là trưởng lão toàn bộ tử vong đây chính là kiếm tu hiệu suất không truy cầu đẹp mắt, cũng không truy cầu những cái kia cao lớn hơn đồ vật. Cái gì giết người nhanh thì tu luyện cái gì? Đây chính là kiếm tu, cũng là cổ cán lựa chọn kiếm tu nguyên do. Thanh thủy thánh địa thánh chủ là cái phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân, dung nhan cùng có duyệt nghi rất tương tự. Lúc này ngơ ngác nhìn qua gia viên của mình, bị một đám đột nhiên không biết từ chỗ nào xuất hiện đáng sợ tà kiếm tu hủy, hôm qua còn chỉ đạo qua tu hành đệ tử, hôm nay đã trở thành bất quy tắc toái thi lúc này chính mình càng là đứng trước một đám tà sát chi khí ngập trời kiếm tu vây công nếu không phải trên người có một kiện loại hình phòng ngự đỉnh cấp thành khí lúc này chỉ sợ sớm đã vẫn lạc bạn chuẩn bị sen nữ trình nắm chắc không được để tra đến tập 132. kiệt 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 chớ phản kháng lão đại của chúng ta cho mời cà 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 thơm ngào ngạt mỹ nhân nhi thật nghĩ đem ngươi ôm vào trong ngực hung hăng trà đạp thanh thủy thánh địa thánh chủ hạ cầm thân ở tại một mảnh mắt đi hiệu lực truyền tống trận bên trong trong tay chân quý na di phù cũng vô pháp vận dụng nhìn lấy như hung thủ giống như vây quanh một đám tà kiếm tu không dám tưởng tượng đến đó lấy đợi chờ mình lại là cái gì đến mức tên kia cổ tiên cảnh hậu kỳ thái thượng lão tổ đã bị vương mâu bọn người liên thủ xử lý đối với kiếm tu tuổi nói vượt các chém địch không tính là gì nhất là bây giờ nguyên một đám trên tay đều có thành giai trí bảo còn có cổ càn làm liên minh đầu mối then chốt hợp tác cực kỳ mật thiết đối với thân kinh bách chiến kiếm tu thanh thủy thánh địa cường giả hoàn toàn không đáng chú ý triệt để tuyên bố diệt tông hạ cầm bị một viên cực phẩm tiên khí cấp bậc phong ấn bảo châu phong ấn tại trong đó từ cổ kiếm tà tông tông chủ thu nhập ống tay áo bên trong đi không đi nữa huyền tiêu để quân liền nên đến đổ sát chúng ta thắng lợi trở về thắng lợi trở về a à? cổ kiếm tà tông tà kiếm tu chỉ có 2 phần ba phụ trách đồ diệt thanh thủy thánh địa cả nhà còn có 1 phần ba thì phụ trách đối thanh thủy thánh địa dược viên tăng thư các bảo khố ra tay giống như là bảo khố có cao thâm cấm chế cũng không đi phá giải, liên cùng một vùng thế giới nhỏ trực tiếp thu nhập thể nội thế giới bên trong cổ kiếm tà tông tới cũng nhanh đi cũng nhanh rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung lên một tia tồn tại dấu vết đều nhìn không thấy chỉ là nguyên bản phồn vinh thanh thủy thánh địa lúc này chỉ còn lại có khắp nơi trên đất kiếm mân vết thương cùng thanh thủy thánh địa sở hữu môn nhân thi thể tái phiến máu tươi nhuộm đỏ nguyên bản non xanh nước biếc một cỗ tử khí cùng oán khí lượn lờ không rời bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ thanh thủy thánh địa luôn luôn ôn hòa đối xử mọi người vì sao đột nhiên sẽ gặp phải khủng bố như vậy đánh giết ngay tại không bao lâu thanh thủy thánh địa trên không mảng lớn không gian bị xé nứt một cô khí tức kinh khủng quán xuyên cửu thiên thập địa dù là cách nhau vô số bên trong sinh linh tại cái này cô khí tức kinh khủng dưới cũng bị dọa đến run lẩy bầy toàn thân phủ phục là ai một đạo tiếng giống giận dữ gầm thét thanh âm bừng tỉnh như thượng cổ hung thú làm vỡ nát tiên nguyên chi khí vô vụn hư không vô tận một tên người mặc xanh màu vàng kim khải giáp trung niên nam tử tóc đen đầy đầu loạn vũ trong mắt lửa giận muốn hóa thành thực chất đổ xuống mà ra đốt cháy bầu trời hắn nhìn qua bị vô số đạo kiếm khí hủy đi thanh thủy thánh địa cùng chính mình mất tích đạo lữ một quyền hướng về phía trước tập ra âm um, âm um. tiếng quyền phảng phất giống như thái cổ sấm sét tại mỗi cái sinh linh trong lòng nổ vang anh người kinh hồn bạt vía cơ khiếu thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ thuộc về cường giả tính cách cùng lòng dạ khiến cho hắn cấp tóc tỉnh táo lại phân tích tập kích người không có khả năng không rõ ràng thanh thủy thánh địa cùng chính mình quan hệ càng không khả năng không biết thanh thủy thánh địa thánh chủ là đạo lỡ của mình đối phương vậy mà còn dám kiêu căng như thế được diệt tông tiến hành chỉ có một cái khả năng để nhắm vào mình hắn rất nhanh liền hiểu ở trong đó nhân quả không hề nghi ngờ là cung chính mình gần nhất bắt đầu tham dự vào thông huyền đế triều bên trong quyền lực chi tranh bên trong quả quan có người tận lực muốn trả thù chính mình không cần nghĩ cũng rõ ràng làm chuyện như vậy đối với người nào có lợi sau đó cơ khiếu thiên xoay người một cái trên thân lắp lấy truyền tổng ánh sáng lưu lại một câu điều tra rõ ràng là cái gì nhi tà kiếm tu ra tay còn có chung quanh thế lực khác đều cần thẩm vấn việc này không chết không thôi vâng tại cơ khiếu thiên sau lưng là mấy trăm tên người mặc thống nhất thành ra khải giáp cường đại tu hành người ánh mắt túc sát khí chất thống nhất cho người ta cực mạnh cảm giác áp bách. Đây cũng là huyền tiêu đế quân, luận chiến lực, có thể đoàn diệt hiện tại cổ kiếm tà tông chừng trăm lần. Thông huyền đế triều, nhiếp đế phủ, banh, cơ khiếu thiên khí thế hung hung, một chân đá vào nhiếp đế phủ trên cửa chính, vô số đạo cầm chế hiện lên, năng lượng cường đại từ trường mãnh liệt, càng là có ức vạn đạo hủy diệt cầm chế ánh sáng lấp lề đáng sợ tử vong. Khí tức, cơ nguyệt hoàng, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, cơ khiếu thiên trận mắt, trước nay chưa có thất thố. Hạ Cầm là đạo lữ của hắn, lại là duy nhất đạo lữ, quan hệ của hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn, tuyệt không phải đơn thuần quan hệ thông gia quan hệ, là theo thiên kiêu thời đại thì làm quen. Mà bây giờ, Hạ Cầm bị một đám lai lịch bí ẩn, lại hành sự vô cùng tàn nhẫn của quyết tả kiếm tu bắt đi, sinh tử chưa biết, hắn làm sao có thể tỉnh táo xuống tới. Nếu như Hạ Cầm bỏ mình, toàn bộ 3.000 đạo châu tà kiếm tu đều sẽ nhanh tới một lần to lớn thanh tẩy, nhất đế phủ bên trong cơ nguyệt hoàng vẫn không rõ xảy ra chuyện gì theo tà kiếm tu xuất thủ diệt thanh thủy thánh địa đến bây giờ cơ khiếu thiên đến hỏi tội mới đi qua không đến một phút thời gian bắt quá thân là nhất đế vương cơ nguyệt hoàng cũng không phải dễ trêu vô duyên vô cờ đến phủ đệ mình không có chút nào lễ phép cường công thật coi mình có thể bị ngươi tùy ý khi dễ không thành bây giờ thông huyền đế triều cục thế đối với cơ nguyệt hoàng tới nói xác thực cực kỳ bất lợi nhưng còn không đến mức bị khi phụ tới cửa còn phải thấp kém hỏi thăm nguyên do Cơ Nguyệt Hoàng trực tiếp vận dụng phủ đệ đỉnh phong thánh trận, đối cơ khiếu thiên hoàn lấy nhan sắc, vô cùng hủy diệt cầm chế hóa thành một cái hắc phượng, như ứng kích trường không, giết tới cơ khiếu thiên trước người. Nhưng nơi đây là huyền tiêu thành, không cho cơ Nguyệt Hoàng cùng cơ khiếu thiên bực này tồn tại giao thủ. Một vị lão tổ xuất hiện, đưa tay hóa giải hắc phượng, cũng một trường bước lui cơ khiếu thiên. Lão tổ lạnh lùng liếc mắt cơ khiếu thiên, thân là huyền tiêu đế quân thống soái, hành sự như thể lỗ mãng, con thể thống gì? lại đổi nhất đế phủ bên trong cơ nguyệt hoàng lan truyền ý chí người làm cái gì làm cho cơ khiếu thiên thất thố như vậy khẳng định là xảy ra đại sự gì cơ nguyệt hoàng làm sao biết xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian này một mực đợi tại phủ đệ bố cục tương lai thông huyền đế chiều cục thế phát triển làm sao biết cơ khiếu thiên đột nhiên chạy tới đạp cửa có duyên cửa nào ta cái gì cũng không làm cơ nguyệt hoàng thành thật trả lời lão tổ cũng lời hỏi nhiều thông huyền đế chiều quyền lực chi tranh bọn hắn không nghĩ tới nhiều tham dự có tranh đoạt mới có thể đi vào bước cho nên lưu lại một câu có chuyện gì môi xuống nói rõ ràng lại lâu mãng xuất thủ trước theo lão tổ đi bế quan tu tâm ngàn năm tiếng nói vừa ra lão tổ thân thể tiêu tan theo gió cơ khiếu thiên trong mắt tức giận không tiêu Câu nguyệt hoàng ngươi dám nói mình cái gì cũng không làm cơ nguyệt hoàng một bộ màu đỏ váy dài giá người uyển chuyển dung nhan thanh lãnh tuyệt sắc những lúc này cũng mang theo chút tức giận cơ khiếu thiên ta kính ngươi là trưởng bối. hiện tại chúng ta đúng là cạnh tranh quan hệ ta đối với ngươi sẽ lấy chút thủ đoạn nhưng không có nghĩa là ngươi có thể đối với ta vị này nhiếp bế vương vô lễ như thế nhìn thấy cơ nguyệt hoàng thần sắc không giống làm bộ để cơ khiếu thiên trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân rõ ràng thật giả ngay tại vừa rồi ta đạo lữ châu thanh thủy thánh địa lọt vào ta kiếm tu diệt môn tạo lỡ của ta mất tích cơ nguyệt hoàng nghe vậy đầu tiên là sững sờ không biết người nào to gan như vậy nhưng rất nhanh kịp phản ứng như thế ti tiện biểu thủ đoạn chẳng lẽ là bất quá mặt ngoài cơ nguyệt hoàng còn là một bộ tức giận chưa tiêu dáng vẻ việc này không liên quan gì đến ta ngươi nếu là điều tra ra việc này xuất từ ta chi thủ không cần ngươi tìm lão tổ cáo trạng ta cơ nguyệt hoàng trực tiếp binh giải sự kiện này xác thực không phải cơ nguyệt hoàng làm cho nên cũng không sợ nói hung ác chỉ là cơ nguyệt hoàng rất ngạc nhiên sự kiện này thật chẳng lẽ chính là mình vị kia phu quân làm có điều hắn gần nhất thời gian qua không phải rất tư nhuận à, nghe nói cười cái tiểu lão bà đều không cùng mình chào hỏi xem ra cần phải tìm thời gian đi xem một chút bạn chuẩn bị xem nữ trình nắm chắc không được, để cha đến tập 133. Ngựa kiên đạo châu, ban đầu họ nhiên kiếm tông di chỉ, một đám tà khí nổi bật tà kiếm tu nhóm, ở chỗ này cười đùa chia quả. Thanh thủy thánh địa vô cùng giàu có, cả đám đều kiếm lời đầy bồn đầy bát. Cổ càn đứng tại xích tâm sơn đỉnh núi, trong tay cầm phong ấn hạ cầm bảo châu. Từ bên ngoài nhìn qua có thể nhìn đến hạ cầm thần sắc kinh khủng người tốt à hạ phu nhân cổ càn cười chào hỏi hạ cầm trong mắt đẹp tràn đầy về sợ hãi dường như cổ càn là cái ăn tươi nuốt sống ác ma ma đầu người muốn dùng ta đối phó phu quân ta bắt ta là được rồi cần gì phải đổ ta thanh thủy thánh địa cả nhà hạ cầm tuy nhiên hoảng sợ nhưng đối với cổ càn càng nhiều hơn chính là phần ớt cổ càn ha ha cười nói chúng ta ta kiếm tu giết người còn cần lý do sao yên tâm đi phu nhân chúng ta sẽ không động tới ngươi một cọng lông măng dù sao không có có nhận đến bất kỳ thương tổn gì người đối với cơ khiếu thiên tới nói giá trị mới lớn nhất kỳ thật nói thức ra hạ cầm nhưng thật ra là cổ cán cổ thân thể này nguyên chủ nhân nhạc mẫu dù sao cùng co duyệt ni sinh hải tử mà hạ cầm lại là co duyệt nhi mậu thân bất quá đối với cổ cản tới nói con ruột đều giết còn có ai là không thể ra tay đại nhân huyền tiêu đế quân chẳng mấy chốc sẽ điều tra đến ngựa kim đạo châu đến đón lấy đi đâu vương mâu tới dò hỏi hạ cầm thân phận đặc thù một khi huyền tiêu đế quân toàn lực điều tra phía dưới toàn bộ ba ngàn đạo châu đều muốn không bọn hắn đất sung thân đối với cái này cổ càn sớm đã có cách đối phó ba ngàn đạo châu là không thể ở lại vương mau xứng sở hỏi chẳng lẽ lại đi tà đạo rồi cổ cá lắc đầu tà đạo giới cũng không được cho đó còn chưa tu kiến truyền tống trận một khi bị vây khốn đem chắc cảnh khó thoát chúng ta có một cái địa phương mới có thể đi chỗ nào cổ cần mục đích qua một cái phương hướng thông hướng thế giới khác vết nước không gian ngựa kim đạo châu tới gần hư vô không vực khu vực biên giới nơi này ít ai lui tới bạn linh diệt tuyệt một mảnh hoang vu chi cảnh lúc trước cùng lý uyển nhi phân biệt lúc nàng nói còn có tông môn nhiệm vụ đến điều tra ngự kim đạo châu xuất hiện hết thảy không hiểu vết nứt không gian nhưng chuyến đi này liền không có tin tức căn cứ lý uyển nhi truyền tin ngọc giản lần gần đây nhất tin tức truyền đến ba động thì ở phụ cận đây Cổ cán xuất lĩnh một đám tà kiếm tu đến chỗ này nhưng lại chưa phát hiện có vết nứt không gian tung tích bất quá ngược lại là phát hiện vị kia hiên viên kiếm tông phó tông chủ trước đó tại ma quang sơn mạch lúc đối phương cũng ở tại chỗ bất quá tự hồ là phát giác ra cổ cán thân phận cho nên vẫn chưa hiện thân đối mặt như thế số lượng tà kiếm tu vị này phó tông chủ lại có vẻ rất bình tĩnh nếu như hắn nghĩ lấy sức một mình giết đến tận tại chỗ 2 phần ba tà kiếm tu không thành vấn đề đồng thời còn có thể toàn thân trở ra lại gặp mặt phó tông chủ hướng về cổ càn ông quyền cổ càn ông quyền đáp lễ tưởng đạo hữu tựa hồ là đang tìm tìm cái gì đối với cổ càn có thể nói ra chính mình tính tưởng xà cũng không kinh ngạc ta hiên viên kiếm tông một vị đệ tử ở chỗ này mất tích bất quá tìm tòi hơn 2 năm thủy chung không có kết quả không biết đạo hữu có thể có manh mối cái này không phải là các ngươi hy vọng nhìn đến kết của sao cô can khó lường cười cười cô can mà nói để tường xa sững sờ ánh mắt híp lại không nghĩ tới cổ can liên loại này chuyện bí ẩn đều biết đạo hưu nói đùa Uyển nhi là ta hiên viên kiếm tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng bây giờ mất tích đối với ta hiên viên kiếm tông tuổi nói là một tổn thất lớn tường xa cười ha hả cô can cũng dòng không có vạch chân hắn rõ ràng chính là sợ lý Uyển nhi quá ưu tú đem lý chân hắn linh hồn nhỏ bé cho cô đi lúc này mới đem lý uyển nhi phải đến loại địa phương này tới không nói trước đến ngựa kim đạo châu loại này vắng về địa phương chấp hành nguy hiểm săn giết tà kiếm tu nhiệm vụ càng làm cho lý uyển nhi chấp hành thăm dò vết nứt không gian loại nhiệm vụ này dưới tình huống bình thường ba ngàn đạo châu biên giới đạo châu thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện tương tự vết nứt không gian tràn đầy sự không chắc chắn khả năng trong đó có bảo tàng giống như là tiên dược viên cương giá truyền thừa tiểu thế giới vân vân cũng có thể là trùng xào nguy hiểm dị tộc tràn ngập nguy hiểm tự bạo thuộc tính vật chất chờ cho nên bình thường đều là tử thọ mạnh không nhiều lão tu hành giả đi thăm dò, vận khí tốt thu hoạch được tấn thăng cơ hội, vận khí không tốt cũng coi là không lưu tiếc nuối. Để Lý Uyển Nhi đi thăm dò, cũng là ông lấy không muốn để cho Lý Uyển Nhi trở về Hiên Viên Kiếm Tông ý nghĩ, nhìn lấy cổ còn tựa như nhìn thấu hết thảy ánh mắt, từng xả vội ho một tiếng các người hưng sư động chúng như vậy tụ tập như thế chẳng lẽ lại là gần nhất hai năm phạm tội nhi tại ba ngàn đạo châu không tiếp tục chờ được nữa rồi theo ba ngàn đạo châu khu vực biên giới tiến vào hư vô không vực liền xem như rời đi ba ngàn đạo châu có xác suất tiến vào hạ giới cũng có xác suất vẫn lạc trong đó cổ cán đương nhiên sẽ không nói rõ cười cười chúng ta ta kiếm tu đánh giá thái độ không tốt thì không tại ba ngàn đạo châu chọc người ngại tìm vết nứt không gian nhìn xem có thể không thể tiến vào cái khác thế giới làm tai họa tưởng xà trong lòng đã nắm chắc Cổ càn, hắn nửa câu đều không tin, khẳng định là tại ba ngàn đạo châu phạm tội, không phải vậy không có khả năng thoát đi ba ngàn đạo châu. Bất quá loại chuyện này, coi như cổ càn muốn nói với chính mình, tưởng xà cũng phải che lỗ tai không nghe. Sự kiện này cùng hiên viên kiếm tông không quan hệ, làm gì nhắm chúng một thân cợt nhà. Đã như vậy, sẽ không quấy dày các đạo hữu. Cổ càn kêu hắn lại, do hỏi, nơi đây ta trước đó tới qua một lần, không phải có một ít vết nứt không gian sao, lúc này làm sao đều biến mất. Tưởng xà giang tay ra, vết nứt không gian cực kỳ không ổn định có lẽ vĩnh viễn cũng không có khả năng lại xuất hiện nói xong tưởng xa liên rời đi hắn càng cảm thấy cô còn bọn này ta kiếm tu trên thân nhân của có chút quá lớn lại cùng bọn hắn có dính dấp thế tất yếu dẫn lửa trên thân mặc tá người đến xem không gian chảy ra chất lỏng màu đen mặc tá thân ảnh nổi lên mặc tá xếp bằng ở hư không dưới thân có hắc ám chi lực hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi không bao lâu hắc ám vũng bùn thôn phệ trên phiến đại lục này hết thảy mái vòng bên ngoài liệt dương ánh sáng đều không thể chiếu rọi tiến trong đó tại tỉ mỉ dò xét bên trong mặc tá tìm tòi hoàn tất chủ nhân hết thảy tìm được hai một chỗ tân sinh không gian nơi này đã từng xuất hiện vết nứt không gian mặc tá đem ghi chép có không gian tọa độ mọc giản hai tay đưa cho cổ càn cổ càn dò xét ra chính mình thần thức sau cùng khóa chặt bên trong một cái khoảng cách lý hiển nhi truyền tin ngọc giản tin tức biến mất gần nhất tọa độ mang theo một đám tà kiếm tu đến chỗ này theo thể nội thế giới lấy ra một tấm tản ra không gian đại đạo phù văn đem phù văn kích phát phù văn trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo không gian trùng sáng xuyên thủng thứ không gian liên tiếp hường đã từng biến mất vết nứt không gian tiết điểm không bao lâu một cái không gian thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người liên tiếp lấy một mảnh thần bí không biết chi địa chật chật không hổ là đại nhân chân quý như thế không gian phù lục dễ dàng như thế thì dùng lời nói nói chúng ta thật muốn rời khỏi ba ngàn đạo châu sao sẽ đi hướng phương nào mặc kệ nó tiếp tục lưu lại nơi này sớm muộn sẽ bị huyền tiêu để quân tìm ra giết chết thân hồn đều phải đốt đèn trời đi cô càn cũng tiến nhập trong đó không gian phù lục còn có một tấm tử phù có thể tùy thời trở về coi như về không được tại cổ tuyết ly huyền thiên thần điện chỗ đó còn lưu có khí tức lão bà sẽ tìm được chính mình bạn chuẩn bị xem nữ trình nắm chắc không được để tra đến tập 134, áo thác đại lục đây là một cái kiếm cùng ma phát thế giới, cùng ba ngàn đạo châu hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt. Bất quá tương tự chính là, cái này thế giới đứng tại chuỗi thực vật đỉnh điểm trùng tộc, cũng xưng là long tộc. Không giống với ba ngàn đạo châu long tộc, áo thác đại lục long tộc đầu trình viên hình, trên cơ bản đều dài hơn lấy to lớn cánh thịt, cái đuôi cũng so với ngắn. Lại cùng ba ngàn đạo châu long tộc, lấy trò số lượng phán đoán huyết mạch cao thấp khác biệt, nơi này long tộc lấy nhan sắc phân chia thuộc tính cùng mạnh yếu. Hồng long, bạch long, hắc long, lục long, hoàng long, tử long, vân vân mỗi loại màu sắc long tộc đều đại biểu cho thuộc tính khác nhau phán đoán hắn mạnh yếu đường lối thì là đối phương tuổi tác cùng tên dài ngắn cái tên này là một đầu yêu nguyệt tinh thần bạch long tên tồn tại 30 vạn năm nhưng bây giờ nó là cổ cán xuất lĩnh cổ kiếm tà tông một đám tà kiếm tu đồ ăn hương quá thơm đây chính là cái kia mảnh dị vực đại lục sinh linh à thực lực xác thực rất mạnh chất thịt cũng xác thực tốt không lời nói ta có thể cảm nhận được chính mình thể tu tu vi tại dâng đi lên hơn nữa còn có thể phụ trợ ta tu hành một môn tinh thần kiếm pháp tốt mấu chốt nhất Tại cái này cái chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, mặc kệ giết bao nhiêu sinh linh, trên thân cũng sẽ không nhiễm phải nhân của nghiệp lực. Quả thực chính là ta tà kiếm tu phúc địa a, một đám tà kiếm tu đem yêu nguyệt tinh thần bạch long phân, lấy tiên dược ướp gia vị, tiên hòa nướng, hương khí vô thiên cái địa. Cổ càn trong tay cũng cầm lấy một sâu thịt nướng, là yêu nguyệt tinh thần bạch long long tiên, ẩn chứa to lớn dương nguyên chi lực. Long tính bản dâm, Tây Phương Long cũng là như thế. Giới tình huống bình thường, Long cùng Long sinh, nhưng Long tộc thừa thớt, cùng một thuộc tính thuần huyết chân long còn phải là vừa tốt đến phát tinh kỳ một được một cái thì khó hơn cho nên rất nhiều tình huống dưới đều là long tộc dựa vào thực lực cường đại ép buộc chủng tộc khác khác phái cho nên cũng liền có long chi cửu từ truyền thuyết sinh ra hệ thống nói không sai cái này vũ trụ tây phương thần thoại đạt được sử thi cấp tăng cường thông qua sư hồn cổ càn đã biết mình hiện tại thân chỗ chỗ nào cái này gọi là áo thác đại lục địa phương chính là cái kia mảnh dị vực đại lục bất quá cũng không phải là cái kia mảnh dị vực đại lục bản thân mà hẳn là dị vực đại lục hạ giới cái này cũng đúng dù sao muốn là tại ba ngàn đạo châu phía trên có thể trực tiếp thông qua vết nứt không gian tiến vào dị vực đại lục như vậy song phương chiến tranh thì không cần đợi đến trăm năm sau chính như ba ngàn đạo châu có thông hướng dị vực đại lục hạ giới vết nứt không gian dị vực đại lục phía trên cũng có thông hướng ba ngàn đạo châu hạ giới dị vực đại lục hạ giới thế giới vô số phụ gia thuộc vào ba đạo châu mà sinh tồn dưới tình huống bình thường ba đạo châu sinh linh là sẽ không dễ dàng hạ giới sẽ dàng mất phương hướng tại vô số cái hạ giới thế giới không gian bích lũy bên trong mà lại hạ giới tiên nguyên chi khí đẳng cấp thấp mức độ đậm đặc cũng quá đạm bạc bất lợi cho tu hành trừ phi hạ giới có chí bảo ra đời nếu không loại địa phương kia liên thượng giới chó đều không muốn đi đối với ba ngàn đạo châu tuổi nói hạ giới sinh linh tu vi đạt tới sinh nguyên cảnh về sau thiên đạo liền sẽ hạ xuống phi thăng thông đạo tính toán là một loại thượng giới đường lối cũng có câu duyên xạo hợp từ hạ giới đi lên sinh linh số lượng cũng không ít mà đối với loại này người bình thường đều gọi đùa vì hạ giới thổ dân tựa như diệp hạo tại áo thác đại lục lại không giống nhau làm có sinh linh đạt tới có thể lên giới tư cách về sau lại đều chỉ ở cái thế giới này xưng vương xưng bá không phải là không muốn thượng giới, mà chính là thượng giới không cửa, dị vực đại lục không có phi thăng cái này nói chuyện, chỉ cần sinh ra ở hạ giới thì vĩnh viễn đến tại hạ giới, bởi vì thượng giới là thần linh ở lại chỗ, thân là hạ giới sinh linh, cả một đời đều muốn tại hạ giới nhìn lên thờ phụng thần linh. Đây là một loại cố hóa tư tưởng, tại mỗi cái sinh linh trong tư tưởng thâm căn cổ đế. Thần linh nô dịch hết thải sinh linh, của nhiên phù hợp Tây phương thần thoại giá trị quan. Cổ can vừa ăn nướng long tiên, một bên suy tư đông Tây phương truyền thuyết thần thoại. Đông phương thần thoại hết thải lấy người làm căn bản, nhân loại cũng là hết thảy chủ tệ, thì liên thần linh cũng là vì phục vụ nhân loại mới xuất hiện đồ vật. Mà tại Tây Phương Thần Thoại, nhấn mạnh là thần linh cùng nhân loại tồn đang mình xác giới hạn, thần linh không cùng tự nhiên hòa là một thể, áp đảo nhân quyền phía trên là thần quyền thể hiện. Vẹn vẹn chỉ là không có phi thăng cùng thượng giới con đường tin tức này cổ can liền có thể phân biệt ra được rất nhiều đồ vật tuy nhiên theo dựa vào chính mình tu hành có thể tu luyện tới hạ giới cực hạn nhưng liền đã chấm dứt vận khí tốt thượng giới cần kéo xe ngựa thì lại chọn không chỉ có như thế thông qua sư hồn cổ can còn biết được cái này dị vực đại lục sinh linh ngoại trừ kiếm cùng ma pháp tu hành bên ngoài con chủ tu tín ngưỡng tựa như áo tháp đại lục thờ phụng thì là thiên sứ nơi này tín ngưỡng cũng không phải là cái gì hư vô mờ mịt đồ vật nó là một loại xác thực tồn tại năng lượng. Ba ngàn đạo châu cũng có tín ngưỡng trì đạo, nhưng là tiểu đạo, bởi vì từng cái sinh linh đều chỉ thờ phụng đơn thể thực lực tuyệt đối, chính mình là thần linh, căn bản không có thị trường. Người muốn là cùng thiên kiêu nói tin ta đến vĩnh sinh, thiên kiêu hội dùng thần thông pháp thuật nói cho người, lão tử vô địch. Bất quá tại áo thác đại lục, hoặc là nói là tất cả hạ dưới thế giới đều có mỗi người chủ lưu tín ngưỡng. Giả dụ người nơi này đụng phải thiên tai, hoặc là ác long tập kích, liền sẽ cầu nguyện thiên sứ buông xuống thiên sứ là của thật tồn tại mà lại thì tồn tại ở dị vực đại lục phía trên người chim đều xuất hiện thật chẳng lẽ có mị ma cổ càn ăn long tiên tại to lớn dương nguyên khí tức trùng kích vào cổ càn trong mắt có dâm tà nếu là thật có mị ma không thể nói được ta muốn nắm đến ba ngàn đạo châu mở mị ma quán kiếm lời lớn cổ càn giống như thấy được một đầu phát tài chi đạo đang ở trước mắt tây phương thần thoại thế giới đối với ba ngàn đạo châu tuổi nói tuyệt đối là tương đương mới lạ đồ vật tương lai chinh phục nơi này đem về có vô số đầu con đường phát tài Bất quá ở trước đó, trước tiên cần phải dựa vào võ lực, chiếm lấy những thế giới này quyền khống chế, sau đó thành lập thông hướng ba ngàn đạo châu siêu viễn cự ly truyền tống trận. Thì rồng ăn đầy đủ về sau, cổ can mở miệng hạ lệnh. Từ giờ trở đi, chúng ta cổ kiếm tà tông ở cái thế giới này tên, thì kêu làm cổ kiếm tà giáo, tôn chỉ là đánh vỡ thần quyền thống trị, để vô hạn tương lai buông xuống đến mỗi cái nhân tộc trên thân cổ còn rất rõ ràng một cái đạo lý đến giết có thể giải quyết vấn đề nhưng không thể trừ tận gốc vấn đề mang theo cổ kiếm tà tông đi tới nơi này không đơn thuần là vì giết hại hết thảy mâu thuẫn xung đột đều chỉ là vì lợi ích thôi võ lực là thu hoạch lợi ích một đầu đường lối làm như thế nào thu hoạch lợi ích mới là một cái hợp cách người cầm quyền cái kia suy nghĩ vấn đề cổ còn bắt lấy dị vực đại lục điểm mấu chốt đến tín ngưỡng muốn theo cái này thế giới thu hoạch lợi ích liền phải trước ở cái thế giới này đứng vững gót chân thay đổi một cách vô trì vô giác cải biến cái này thế giới nhân loại tư tưởng to lớn lam đồ đã tại cổ cán trong đầu thành hình đón lấy chỉ cần thời gian đến nghiệm chứng bạn chuẩn bị xem nữ trình nắm chắc không được để tra đến tập 135. hồng nguyệt âm phong không biết xã thú gào rú hinh nguyệt giáo đình chỗ bảo vệ gia lợi nhị đế quốc bị từ hắc long xuất lĩnh hắc á ma thú tập kích không chỉ có như thế tiềm phục tại âm thầm xích nguyệt tà giáo thành viên cũng thừa dịp này thời cơ phát động tập kích trong lúc nhất thời gia lợi nhị đế quốc vô số nhân loại luân hãm tại trong nước xô lửa bỏng gia lợi nhi đế quốc là áo thác đại lục xếp hạng thứ hai đế quốc hẳn đế quốc cung phụng hy nguyệt giáo đình thù hộ lấy gia lợi nhi đế quốc khỏi bị ma thú tập tích đã có mấy ngàn năm có thể gần nhất hai ngày chẳng biết tại sao gia lợi Nhi đụng phải áo thác đại lục diện tích lớn nhất ma thủ xâm lâm toàn diện tiền công còn lại đế quốc viện trợ còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đuổi tới không chỉ có như thế áo thác đại lục lớn nhất dị giáo đồ tổ chức xích nguyệt cũng vào lúc này thừa cơ tập tích gia lợi nhi đế quốc đánh giết gia lợi nhị đế quốc quốc vương cùng một đám đại thần dân đến toàn bộ đế quốc xa vào đến trong bóng tối mà xem như gia lợi nhi đế quốc thờ phụng hy nguyệt giáo đình đối mặt nguy hiểm như thế cục thế chỉ là trước thành lập phòng tuyến ngăn cản ma thú đại quân tiến một bước đẩy mạnh lúc này ở đế quốc quân đội cùng ma thú đại quân chiến trường một đường hy nguyệt giáo đình giáo chủ ngả vi tay cầm pháp trượng đang cùng một đầu khí tức kinh khủng hắc long chiến đấu hắc long toàn thân phủ đầy màu đen linh mảnh tinh hồng trong mặt dọc nhìn chăm chú lên ngả vi phát ra đáng sợ hắc ám khí tức như là đen tối chúa tể lai tư người vượt biên giới ngà vi trầm ngâm trong tay pháp trượng nở rộ cực hạn ánh sáng trói lọi chiều sáng bầu trời cùng đại lục hắc long hai cảnh vỗ vỗ nhắc lên một trận hắc ám phong bạo song trào hướng hai bên xẻ rách tầng tầng không gian sụp đổ vô số không gian phong nhận theo bên trong bay ra khiến phía dưới vô số sinh linh bị không gian phong nhận xé thành mảnh nhỏ thực lực kinh khủng như thế để ngà vi trong lòng càng bất an hiện tại gia lợi nhi để quốc hai mặt thụ địch trước mắt hắc long đại đế càng là cảm giác áp bách mười phần cho dù là chính mình cũng khó có thể tựa như đối phương đối thủ đế quốc khác viện quân còn cần chỉ ít ba ngày mới có thể đuổi tới cái này trong thời gian ba ngày không biết sẽ chết bao nhiêu sinh linh mạnh được yếu thua cường giả vi tôn thế giới đã tại ta hắc long lai tư thống trị phía dưới ta mới là cái này thế giới quân chủ cùng lúc đó một bên khác một đám toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào người xuất hiện tại chiến trường phía sau một cái ánh mắt yêu dị thanh niên thảo cái nón xuống lộ ra một tấm anh tuần đến có chút yêu khuôn mặt hắn lè lưỡi lề môi một cái hai viên giang nanh tại hồng nguyệt phía dưới lộ ra là như vậy tà mị tôn kính ngả vi giáo chủ ngài tình cảnh hiện tại xem ra rất không tươi đẹp chỉ cần ngài nguyện ý từ bỏ nguyên bản cao cao tại thượng thân phận ta có thể cho cái này cơn ác mộng kết thúc nhìn người tới để nguyên bản sắc mặt thì cực kỳ khó coi ngả vi lúc này càng thêm bất lực Lộ dịch tư, người tên cầm thú này, cấu kết ma thủ đối ta nhân tộc triển khai đồ sát, ta tại ngươi trên thân nhìn không đến bất luận cái gì nhân tính, ngươi so với ma thú còn còn đáng sợ hơn. Ngả vi phẫn nốt trách cứ người tới, thân là xích nguyệt tả giáo giáo chủ, lộ dịch tư chỉ cảm thấy mục tiêu trước nay chưa có gần. Tuy nhiên không biết hắc long đại đế lai tư, vì cái gì đột nhiên phát điên, muốn tập kích ra lợi nhĩ đế quốc, nhưng không trở ngại hắn từ đó làm phá hư, để ngả vi chân tay luồng cuống. Từ bỏ đi, Quỳnh Hải Đế quốc cùng Dạ Kha Đế quốc người tới không được, Hắc Long Đại Đế sẽ xuất lĩnh ma thú quân đoàn từ nơi này tiến quân thần tốc, triệt để phá hủy gia lợi nhĩ đế quốc. Lộ Dịch Tư nhìn lấy Ngả Vi, trong mắt có bệnh hình dáng cuồng nhiệt. Ngả Vi cắn chặt hàm răng, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật bày ở trước mắt, hết thảy sụp đổ đều quá nhanh, nhanh đến để cho nàng phản ứng không kịp, chỉ sợ gia lợi nhi đế quốc thật muốn bị phá hủy. Chúa, ngài đang nhìn sao? Ngả Vi nhìn hướng lên bầu trời, cầu nguyện thần linh xuất hiện. Tại ngã Vi Mi Tâm, có một cái thần thánh đồ đằng, lúc này sáng lên ánh sáng nhạt, ngay tại nếm thử triệu hoán thần linh. Trên thực tế nàng đã triệu hoán qua không thấp hơn 3 lần, có thể mỗi lần cũng không chiếm được đáp lại, dường như thần linh đưa các nàng cho từ bỏ. Lộ dịch tư nhìn đến ngả vi triệu hoán thần linh thất bại, lộ ra ý cười. Đừng làm vô vị vùng vẫy, chỉ cần ngươi nguyện ý phản bội mình tín ngưỡng, tạ lạc tiến hắc ám, ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ đối phó hắc long đại đế lai tư. Bất quả muốn đến ngươi cũng sẽ không đồng ý, thì để cho ta tới giúp ngươi một cái đi tại lộ dịch tư sau lưng một đám hắc bào người thân bên trên tán phát lấy cực kỳ tà ác khí tức tại hy nguyệt giáo đình thành viên đang cùng ma thú lúc đang chém giết lấy ẩn nặng ẩn thân thủ đoạn đi vào các nàng sau lưng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa cắt vào các nàng cái kia trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ ngỗng cái cổ phun ra da đỏ thẫm máu tươi mang theo ăn mòn thuộc tính vũ khí có thể cách trở chữa trị ma pháp làm cho các nàng da thịt tuyết trắng thối dựa biến thành màu đen miệng vết thương máu tươi cũng chảy ra tanh hồi huyết dịch giống Ma thú có thể sẽ không đi quản nhân loại vì cái gì tự giết lẫn nhau, càng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Cắn một cái vào Hy Nguyệt giáo đình thành viên thân thể, không cần tốn nhiều sức nhai nuốt lấy. Hy Nguyệt giáo đình thành viên đều là nữ tính, da thịt tinh tế tỉ mỉ, cảm nhận mười phần, mà lại ẩn chứa ma pháp chi lực, có thể tăng lên trên diện rộng ma thú thực lực. Huyết nhục xương tại miệng thú bên trong bị nhấm nuốt thành âm, nghe là như vậy làm cho người dùng mình càng khiến người ta dùng mình chính là có đen một chút vào người dưới hắc bào là một tấm làm cho người làm ác khủng bố dung nhan hàm dưới có thể nứt ra bên trong khoang miệng có thể bắn ra mà ra dày đặc răng nanh sắc bén đáng sợ miệng to như chậu máu bên trong còn có huyết nhục cặn bà hiển nhiên tại trước đây không lâu tiến hành qua một trận thao thiết thịnh yến yếu xúc các ngươi thì là một đám hất lên da người yếu xúc ngà vi nhìn lấy đồng liêu ngày xưa bị tu luyện tả phát xích nguyệt giáo đình thành viên cắn mở ra thịt hút thành thây khô nhịn không được mắng Lộ dịch tư cười ha ha, ngà vi giáo chủ, yên tâm đi, ngài cũng sẽ trở thành trong chúng ta một viên, cũng thay đổi thành chúng ta bộ này khiến ngài nôn mửa xấu xí hình tượng. Đang khi nói chuyện, lộ dịch tư anh tuấn yêu diễm khuôn mặt, hắn hàm dưới cũng đứt ra, lộ ra trên trăm viên sắc bén dã dạ thủ răng nanh. Hắc Long đại đế, ta tới giúp ngươi cùng một chỗ đổi phó nàng. Lai tư bế nghẽ lộ dịch tư, phát ra khinh thường hơi thở. Ta không cần ngươi, một dạng có thể san bằng gia lợi nhi đế quốc. Theo Lai Tư trong lỗ mũi, có hủy diệt cho tàn bị lao ra, biểu dương Lai Tư thực lực kinh khủng đối mặt áo thác đại lục bài danh trước ba cường giả cung thủ đoạn ác độc khó lường tà giáo đình giáo trụ là vi nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng chiến thắng Nắng bất lực nhìn về phía bầu trời hy vọng có thánh quang đấm rách bị bóng tối bao trùm đại địa chiều sáng trong tuyệt cảnh ra lợi nhĩ đại lục có thể thánh quang vẫn chưa xuất hiện nhưng lại xuất hiện một điểm cực hạn sắc bén kiếm quang thời gian hỗn loạn vô tự thần linh ngăn trở ta tiền đồ ta chỉ có trong tay một kiếm có thể khai thần môn chém thần linh diệt thần cách một đạo ẩn chứa thương minh chi uy thanh âm vang vọng đất trời theo sát phía sau là không cách nào tưởng tượng to lớn một kiếm như bình minh tờ mở sáng ánh sáng chiếu dọi tiến trong chiến trường vô số sinh linh nội tâm bạn chuẩn bị xem nữ trình nắm chắc không được để tra đến tập 136. dưới một kiếm này trên chiến trường vô số sinh linh bao quát tối cường giá hắc long đại đế lai tư khi nguyệt giáo đình giáo chủ ngả vi xích nguyệt tà giáo đình giáo chủ lộ dịch tư đều dường như tự thân như là con kiến hôi một cái nhìn lên bầu trời cuồn cuộn ngả vi cùng lộ dịch tư nhìn chăm chú lên một kiếm này trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn thật sự có sinh linh có thể cường đại đến loại này trình độ một kiếm mở ra không vũ dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái đăng tràng một kiếm này bao trùm toàn bộ chiến trường vô luận là yêu thú còn là nhân loại cũng hoặc là xích nguyệt tà giáo đình hắc bào người đều tại một kiếm này khóa chặt xuống lai tư ngả vi lộ dịch tư lúc này chỉ có thể bất kể hiếm khích lúc trước cộng đồng ngăn cản một kiếm này ngả vi ngay từ đầu còn tưởng rằng đạo này xuất hiện kiếm quang là tới cứu mình nhưng kết quả lại là suy nghĩ nhiều nhân gia đoán chừng muốn làm là hủy diệt hết thảy Điểm ấy theo câu kia cùng kiếm quang nương theo lời nói, thì nghe được, chỗ hắn chỉ, cũng là cùng chính mình thờ phụng thần linh là địch. Mà xem như thần linh tín đồ, tự nhiên cũng tại bị công kích phạm vi bên trong. Bất quá thẳng đến đạo này căn bản không có khả năng ngăn cản kiếm quang, tránh thức rơi xuống một khắc này, Ngà Vi mới phát hiện, kiếm quang mục tiêu chân chính là Hắc Long Đại Đế Lai Tư, cùng xích nguyệt tà giáo đình giáo chủ lộ. Dịch tư, đối với kiếm quang như thế tỉ mỉ đem khống, để Ngà Vi càng thêm hiểu kỳ, phung ra cái này to lớn một kiếm người, đến tôi cùng là ai? lúc này đã không cho phép bọn hắn quá nhiều suy nghĩ một kiếm này đã chém xuống sắp mang đi vô số sinh linh tánh mạng phốc phốc cường đại không ai bị nổi hắc long đại đế lai tư dưới một kiếm này bị trực tiếp chém thành hai tiết khó có thể có quá nhiều sức chống cự cho dù là nó bao trùng cứng rắn lân giáp thân rồng cũng bị tùy tiện xé mở bị kiếm khí rào sát một bên khác lộ dịch tơ tâm thần dưới một kiếm này sinh ra vết nứt muốn sụp đổ dù là thi triển ra cường đại nhất tà ác hắc ma pháp cũng bị một kiếm này tùy tiện mài thành hư vô không lộ dịch tư hoàng sợ nộ hống hàm dưới nước xa giữ tợn đáng sợ khoang miệng ngửa mặt lên trời gào thét liên tục tại lượng nước bọt phun giải ra lộ ra là như thể có hung thú cảm giác lúc này ở lộ dịch tư trên thân chỗ nào có nhìn thấy anh tuấn tuyệt luân khuôn mặt giống như là một đầu bị buộc lên tuyệt lộ chó hoang phát ra không cam lòng gào rú bất quá bất kỳ không cam lòng cùng phản kháng đều là phí công tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt lộ dịch tư thân thể bị một kiếm này trực tiếp chém thành hai đoạn tanh hôi máu tươi vẩy xuống giữa trời nâng theo lấy lộ dịch tư chết đi một kiếm này tiêu tán nếu không như là hoàn toàn rơi xuống hắn phía dưới trên chiến trường vô số sinh linh tuyệt không một cái người sống sót nhìn đến cái này tình cảnh này và vi bị chấn sợ nói không ra lời thực lực kinh khủng như thế cho dù là chân chính thần linh tới cũng vô pháp làm đến càng tốt hơn đáng lúc nàng muốn nhìn rõ vung ra một kiếm này chủ nhân lúc lại mở to hai mắt nhìn nhìn về phía lộ dịch tư vẩy xuống mưa máu cái kia mảnh mưa máu tràn đầy hơi thở tanh hồi tản ra cực hạn tà ác cảm giác là mưa máu về xuống đại địa tạo thành là một cái ta ác tế đàn phù văn đại trận trên chiến trường vô số máu tươi hướng về tế đàn đại trận vọt tới máu đỏ tươi sương mù càng nồng đậm không tốt hắn còn có lưu hậu thủ hắn đại hấp thu trên chiến trường tử vong sinh linh máu tươi hắn muốn triệu hoán hắc ám thế giới tà thần nói nà vi giơ tay lên trùng phát trưởng hướng về tế đàn đại trận kích xạ ra một đạo mang theo tịnh hóa thuộc tính trùng sáng muốn phá hủy tế đàn đại trận vận hành ngăn cản tà thân hàng lâm xương máu cuồn cuộn đúng là hình thành lộ dịch tư khuôn mặt há miệng liền đem ngả vi thả ra thánh quang bỏ thôn phệ lọ dịch tư điên cùng cười to hắc tu hắc long đại để máu tươi lại không có người có thể ngăn cản vĩ đại tà thần hàng lâm thế gian hắc ám cuối cùng rồi sẽ thôn phệ đại lục áo thác lập tức nghênh đòn tuyên cổ vĩ hằng hắc ám vị kia giết ta không biết kiếm sĩ ta phải cảm tạ người xuất thủ ta thừa nhận thực lực của người rất cường đại nhưng tài không gì làm không được tà thần trước mặt người cũng chỉ là một cái đưa tay liền có thể nhìn chết con kiến hôi sau một khắc trên bầu trời treo trên cáo huyết nguyệt càng tinh hồng lộ ra cực hạn yếu dị tại huyết sắc dưới ánh trăng hết thảy quang minh không lại một áp lực trầm trọng bao phủ mỗi một cái sinh linh trong lòng dường như có cái gì khó có thể tưởng tượng tồn tại buông xuống ha 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 vừa trở về liền có thể ăn tiệc vừa vặn bổ sung bổ sung trên chiến trường hao tổn tinh lực để ta xem một chút tế phẩm phẩm chất như thế nào cũng không có gì đặc biệt thì một đầu hắc long còn nhìn được đáng tiếc bị hố không thể còn có thể để nô ra khoái hoạt khoái hoạt thật là đáng tiếc Bất quá lần này xuất hiện thời cơ vừa vặn, đều tụ tập ở cùng một chỗ, bất nô ra đến lúc đó còn muốn từng cái từng cái đi ép. Không đúng, cái này thế giới còn sót lại lấy một cỗ rất mạnh rất mạnh kiếm ý, so với trên chiến trường gặp phải những cái kia dị vực kiếm sĩ càng đáng sợ. Trong xương máu, một đạo sốt giòn mị âm thanh vang lên. Theo thanh âm không khó phân biệt người tới nhất định là cái họa quốc ương dân siêu cấp yêu nữ, một sổ giống được sinh linh, bao quát nam nhân ở bên trong, nghe được đạo này mềm nhuôn vũ mị tận xương thanh âm, trực tiếp dựng lên bọn hắn nguyên một đám ánh mắt dày đặc tơ máu hận không thể hiện tại xông vào trong xương máu đem thanh âm chủ nhân hung hăng trà đạp ngàn vạn lần thẳng đến chính mình đứng lên cũng không nổi tôn kính tạ thần đại nhân ngài còn hài lòng lần này tế phẩm sao bọn họ đều là ngài ngài có thể tùy ý hưởng dụng xương máu tạo thành lộ dịch tư gương mặt mang theo hèn mọn nịnh nọt giống như là một đầu vô cùng chó trung thành thấy được nhiều ngày không thấy chủ nhân một cái trắng nón Thoa màu đỏ sơn móng tay tay ngọc, theo trong xương máu rũi ra, một thanh nằm lấy lộ dịch tư tàn hồn ta nói, kêu gọi ta phải dùng hương thơm sử nam máu tươi, người vậy mà dùng ngươi dơ bẩn tanh hôi buồn nôn huyết dịch kêu gọi ta, lệnh ta cảm thấy buồn nôn, đi chết đi. Thanh âm tuy nhiên băng lãnh vô tình, có thể nghe vào người trong lỗ tai, hận không thể bị hắn dẫm tại dưới chân, bị dùng roi ra không ngừng mà quất. Ta thân đại nhân, ta thân đại nhân, lộ dịch tư thanh âm mang theo hoảng sợ, còn muốn nói cái gì hắn, trực tiếp bị cái này hoàn mỹ tay ngọc bóp nát, triệt để tử vong. Cường đại, thân bí, khủng bố, tà ác, những thứ này từ ngữ từng lần một tại ngả vi trong đầu phóng đại đối với trong huyết vụ tà thần đại nhân bản năng sinh ra cảm giác sợ hãi nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời có thể nhưng không thấy vung ra một kiếm kia chủ nhân chẳng lẽ thực lực kia cường đại kiếm sĩ ở cái này tà thần đại nhân trước mặt liên mặt cũng không dám độ sao Ngả vi nhìn lấy xương máu cắn chặt môi nàng biết mình nhất định phải làm những gì bằng không đợi tà thần triệt để buông xuống cái này thế giới liền bị hủy áo thác tại lục đem nghênh đòn bóng tối vô tận nàng chắc tay trước ngực cúi đầu xuống yên lặng hướng về hư không cầu nguyện cầu nguyện chính mình tín ngưỡng thần linh buông xuống như thế mới có hy vọng ngăn cản tà thần đổi áo thác đại lục làm sằng làm bậy nhưng đột nhiên một đôi ấm áp hai tay từ phía sau chậm rãi phất qua ngả vi trắng nón khuôn mặt băng tiểu xảo tinh xảo lỗ tai một mực xẹt qua ngóng cái cổ sau cùng vươn hướng không thể thật chi địa ngả vi bởi vì hoảng sợ mà thân thể mềm mại phát run nhưng vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt thanh tín cầu nguyện tại bên người nàng chậm rãi vang lên tà thần xốc giòn nát tận xương mị hoặc thanh âm từ bỏ tín ngưỡng của người đi người rất có tư chất có thể trở thành giống như ta tồn tại đem hết thảy giống được coi là đồ chơi lấy nữ vương tư thái đồ giống được tiến hành chi phối đi với ta chinh phục cái này đến cái khác thế giới trở thành vạn trung kính ngưỡng ta thần đại nhân chỉ cần ngươi đồng ý ta có thể từ bỏ xâm lấn cái này thế giới chỉ cần hy sinh ngươi một cái thì có thể đổi lấy cái này thế giới vô số sinh linh bình an đi theo ta đi ta thần thanh âm cực kỳ sức mê hoặc giống như có vô số cái lông chim không ngừng trêu chọc lấy ngà vi viên kia nhảy lên tăng tốc trái tim ngà vi mở to mắt cặp kia thánh khiết đôi mắt đẹp lúc này đúng là hiện ra màu hồng hình trái tim đào hoa hiển nhiên là bị tà thần đại nhân mỉ hoặc ở mà lại hy sinh chính mình một cái đổi lấy toàn bộ áo thác tại lục an toàn coi như ngà vi chuẩn bị đồng ý đến lúc đó một đạo nghiền ngẫm âm thanh vang lên ngươi chính là trong truyền thuyết mị ma của nhiên không phải tầm thường không uổng công chờ đợi á bạn chuẩn bị xem nữ trình nắm chắc không được để tra đến tập 137 cổ cán rốt cục hiển lộ ra thân hình đấy hết thảy đều là hắn bày một trận cục hắc long đại đế lai từ sâm lần ra lợi nhị đế quốc là nhận lấy cổ cán mê hoặc vốn là muốn sách lược một trang tai nạn không nghĩ tới xích nguyệt tà giáo đình xuất hiện hướng trên lửa rót một thanh dầu để ra lợi nhị đế quốc lâm vào tuyệt đối trong khốn cảnh cũng là phù hợp cổ cản ý vốn là muốn tại ngà vi tuyệt vọng lúc xuất thủ từ đó đối ngà vi tín ngưỡng tạo thành trùng kích gửi thư phụng chính mình cổ kiếm tà giáo lật đổ thần quyền thống trị thờ phụng mười người đều có thể thành thần tự do tư tưởng trước đem dị vực đại lục hạ giới làm đến rối loạn về sau lại từ chung mưu thủ lợi ích bất quá cổ cán hiện tại có tốt hơn mưu kế nhìn lấy ghé vào ngả vi trên thần vũ mị tuyệt sắc tuyệt đại vu vật cổ càng có thể rất ưa thích phong yêu cự đồn nhục cả mười phần với đen chân dài đầy mặt quan hệ bất chính dập dờn cảnh xuân còn có mị ma mang tính tiêu chí ác ma giác đáng yêu mị ma cánh cùng hình trái tim cái đôi tất cả không có ngoại lệ sinh trưởng ở nhân loại mười nhân pi phía trên đồng thời thông qua quan sát cổ càn đã biết được dị vực đại lục phía trên tranh đấu tài khải cũng chia là đại biểu quang minh người chim cũng có đại biểu tá ác hắc ám sinh linh không hề nghi ngờ trước mắt cái này mỹ ma cũng là hắc ám sinh vật một trong thực lực cũng rất tốt có thể so với sinh đế cảnh trung kỳ cung cảnh dưới ba ngàn đạo châu sinh linh coi như đến 10 người đoán chừng cũng không đủ nào một cái ép chỉ có thể nói cái này vũ trụ yêu trộm tây phương thần thoại liên lấy cái này mỹ ma tới nói chỉ ít nằm giữ mị hoặc âm dương hắc ám ba loại quy tắc chi lực thì liên cổ càn cũng không thể không thừa nhận nếu bàn về sức mê hoặc, trước mắt cái này mị ma hoàn toàn không thua bởi ba ngàn đạo châu Hồ Ly Tinh. Dù sao Hồ Ly Tinh là yêu tộc, mà mị ma loại sinh mạng này thể, bàn thể cũng là như thế, thân cận nhân tộc, đối với nhân loại nam tính, càng là có đáng sợ sức mê hoặc. Đừng nói cùng cảnh giới nam nhân, liền xem như cổ tiên cảnh nam tu, đều rất khó chống cự mị ma sức mê hoặc, cao nguyện biến thành giới chân nô lệ, cao nguyện hiến ra chân quý của mình dương nguyên. Nhưng thân là càn dương để quân thể chờ sinh đối bất luận cái gì giống cái mị lực giá trị cao đến một phần trăm để sở hữu giống cái ca nguyện biến thành hắn phụ thuộc nằm giữa nồng đậm cùng cực dương nguyên tri lực đối với bất luận cái gì dựa vào song tu thầy bổ nữ tu đều có trí mạng sức hấp dẫn vô luận là cỡ nào cao cao tại thượng nữ vương gặp cổ càn đều có một loại bản năng đi nâng cổ cán chân thối xúc động của thật đúng là không sai làm ngà là vi sau lưng nắm sức mị ma nhìn đến cổ cán trong nháy mắt tràn ngập sức hấp dẫn quan hệ bất chính trong đôi mắt đẹp bão phát ra trước nay chưa có tinh mang cùng kích động trực tiếp bỏ qua sắc dụ hoặc thành công ngả vi phe phẩy sau lưng đáng yêu mị ma cánh một đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn chăm chăm cổ can không ngừng nuốt nước bọt ở trong mắt nàng cổ can là một tôn toàn thân phát ra lóa mắt ánh sáng thượng vị giả nhất là cổ can vốn là cái siêu cấp đại soái ca so với lộ dịch tư loại kia âm nhu vẻ đẹp không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần để cái này mị ma từ nay về sau đối với nam tính hết thể tiêu chuẩn thẩm mỹ đều muốn lấy cổ can vì mắc điểm tham khảo đối tượng tại mị ma trong lòng Cổ can là như vậy chiều sáng rạng rỡ, một cái tràn đầy nam nhân vị cùng nam nhân khí tức hoàn mỹ nam nhân, từ đầu đến chân đều phóng xuất ra để cho nàng cá nguyện luôn làm nô lệ xúc động. Thân là đùa bỡn giống được mị ma, giới khắc này, nàng trực tiếp luân hãm vào cổ cán trên thân. Mị ma ngơ ngác lấy đi vào cổ cán trước mặt, một câu cũng nói không nên lời. Anh, một cái miệng, mụn nước trực tiếp chảy ra, lộ ra là thất thố như vậy. Cổ can cười cười, không nghĩ tới chính mình càn dương đế quân thể, đem cái này mỹ ma cho mê thành thiểu năng trí tuệ. Cổ nhiên nắm giữ vũ trụ quy tắc phá lệ chiều cố điều kiện tiên quyết, khiếm khuyết con là có không ít, tính cách còn kém chút. Cổ can nụ cười này, mỹ ma khuôn mặt trong né mắt tỏ thấu, đúng là toát ra thiểu nữ ngượng ngùng. Kỳ thật song phương khoảng cách gần như vậy phía dưới, đều nắm giữ hoàn mỹ nhất cơ hội ra tay. Bất quá song phương đều rất an ý không có xuất thủ, dù sao song phương là địch hay bạn, còn chưa nhất định đây. Người tên là gì? Cổ can đưa tay vuốt vuốt mị ma đầu. Nguy hiểm như thế động tác, có thể mị ma lại không có né tránh, mặc cho cổ cán nhẹ nhẹ xoa đầu của mình. Tiếp xúc gần gũi, vẫn là như thế thân mật động tác, mị ma đều có thể ngửi được cổ cán trên thân phảng phất giống như độc dược đồng dạng dương nguyên khí tức. Mị ma thân thể khẽ run, toàn thân mỗi một kẻ lỗ chân lông đều đang phát tiết khoái lạc tâm tình. Mà cam na, cái kia, tôn kính kiếm sĩ, có thể hay không để cho ta ôm lấy người, ngươi khí tức trên thân, để cho ta cảm thấy rất thư thái cùng hoan hỉ. Mị ma ngửa đầu, một mặt mong đợi hỏi thăm cổ càn. Cổ càn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trước mắt cái này mỹ ma, đoán chừng đầy trong đầu đều đang nghĩ nên như thế nào cùng chính mình song tu, trăm phần trăm không có khả năng làm ra gây bất lợi cho chính mình sự tình tới. Đương nhiên, ta cũng rất thích người, tuy nhiên đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Cổ càn xác thực rất ưa thích mỹ ma, chủ yếu là rất muốn làm, nhấm nhắc mỹ ma tư vị. Ngay tại mỹ ma lòng tràn đầy hoan hỉ chuẩn bị ôm thật chặt cổ càn, chuẩn bị đen tự thân đều dung nhập cổ càn trong ngực lúc cách đó không xa là vi mi tâm thánh huy nở rộ ánh sáng trói lọi thánh quang nguyên một đám to lớn trận pháp xuất hiện nương theo lấy mãnh liệt không gian ba động một đạo xuất trần thánh khiết thân ảnh xuất hiện ở trong thiên địa đạo thân ảnh này cập xuất hiện về sau trong nháy mắt xô tán đi tất cả hắc ám mây đen bị đẩy ra huyên nguyệt cũng khôi phục bình thường vây xuống trong sáng ấm áp ánh trăng mà cam na người không phải kia xuất hiện ở đây thánh quang tiêu tán một cái mọc ra bảy đối thánh khiết vũ dực tuyệt sắc thiên sứ xuất hiện lộ ra cùng cái này thế giới không hợp nhau lý nên tồn tại ở thần thánh trong quốc gia bị thế nhân chỗ nhìn lên mà cam na nhìn người tới về sau sắc mặt có chút không dễ nhìn bị đánh gãy cùng cổ cán ôm ấp để cho nàng rất nổi nóng đại an ta ở cái thế giới này không có tạo thành giết hại ngươi một một tín ngưỡng liền đi thu thập tốt đừng đến trêu chọc ta cổ ca nhìn lấy cái này gọi đại an thiên sứ người chim không cần nghĩ cũng biết là ngả vi thờ phụng thần linh Bất quá đây hắn cảm thấy kỳ quái là hai người trước đó không có xuất hiện, mà bây giờ xuất hiện, chẳng lẽ là đi dưới vực chiến trường? Bất quá dưới vực chiến trường rõ ràng chỉ có sinh nguyên cảnh trở xuống thiên kiêu mới có thể tiến về, có thể các nàng hai người đều sinh đế cảnh. Xen ra ở trong đó, có chính mình không biết bí ơn á. Hiện tại các nàng hai người cho lấy có thể bị ngả vi cùng lộ dịch tư triệu hoàn đến, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì dưới vực chiến trường thiên kiêu chi chiến kết thúc. cô càn đã có thể cảm nhận được lão bà của mình cổ tuyết ly, tại thông qua huyền thiên thần điện kêu gọi chính mình. Bạn chuẩn bị xem nữ trình nắm chắc không được, để tra đến tập 138. Đại án mắt nhìn cổ càn, lại nhìn mắt mặc cam na. Sau cùng hỏi thăm cổ càn, ngươi là ai, ta tại ngươi trên thân không cảm giác được hắc àm, lại cũng không có quang minh. Làm lao đối thủ, đại án rất rõ ràng mặc cam na tính cách, tại chiếm cử ưu thế về sau, vẫn còn bỏ mặc chính mình buông xuống, vấn đề khẳng định ra ở cái này khí tức thần bí kiếm sĩ trên thân. Theo cổ càn ăn mặc phía trên, phân biệt không ra cái gì, chỉ là đối phương ánh mắt từ đầu đến cuối đều quá mức bình tĩnh, hiển nhiên vẫn chưa đem chính mình cùng mà Na để vào mắt. Cổ càn đứng chắc tay, cười tự giới thiệu, một cái xuyên thẳng qua một cái thế giới kiếm sĩ, các ngươi có thể xưng ta là Đông Phương Hoàng Long. Đông Phương Hoàng Long, tốt đặc thù tên, người cũng là tốt đặc thù người. Mỹ ma mà, mà cam na nhìn lấy cổ càn tự giới thiệu, trong mắt ngôi sao nhỏ đều muốn xuất hiện. Đại an trong mắt có không còn che giấu đích ý, cái này thế giới là tín ngưỡng của ta phát triển chỗ, không tha cho các ngươi ở đây làm càn. Lúc này, đứng tại đại an sau lưng ngả vi cho giúp cổ càn nói chuyện, nếu như không phải vị này kiếm sĩ, ta đã bị hắc long cùng tà giáo đổ giết chết nghe vậy đại an ánh mắt hòa hoãn nguyên lai like, ngươi là nắm giữ hiệp ca nghĩa đảm kiếm sĩ đa tạ bất quá tuy tiện tiến vào thế giới của người khác là không lẽ phép hành động lần này coi như xong mà cam na lại không vui đại an ngươi quá vô lý ngươi thật sự cho rằng cái này thế giới sẽ là của ngươi à có tin ta hay không công chiếm cái này thế giới đóng gói đưa cho đông phương tiên sinh đại an thành khiết đôi mắt đẹp bên trong có hàn ý lạnh lẽo ngươi có thể thử một chút bằng ngươi còn không phải là đối thủ của ta Mạc Can Na cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy mình rất cường đại, cũng không biết là ai, bị cấm ma châu ác chế tu vi về sau, nhưng vẫn là thua ở một cái tiểu nữ hài trên tay, chỉ kiên trì không đến 10 chiều thì khuất nhục đầu hàng. Nghe mà Cam Na nâng lên cái đề tài này, Đại An trên mặt có tức giận, nàng cũng không phải tiểu nữ hài, tuổi tác không đến 20, làm sao có thể cầm giữ có thực lực kinh khủng như thế, khẳng định là dị bang thế giới cựu đầu cấp tồn tại, dùng bí pháp ác chế tu vi. Nếu như đổi lại là ngươi, chỉ cần ba chiều liền sẽ bị nàng đánh giết nghe được mà Cam Na cùng Đại An tranh luận, cổ can tò mò hỏi thăm. Các ngươi nói tiểu nữ hài là ai? Tuy nhiên trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút, là không phải là của mình Tuyết Ly lão bà. Mà Cam Na vội vàng trả lời cổ can vấn đề. Gần nhất chúng ta cái này thế giới, muốn cùng một cái thế giới khác kết nối, đang tiến hành một trận lô đài chiến, đánh bại Đại An đối thủ, là một cái tiểu nữ hài. Theo cốt linh phía trên nhìn, xác thực không đến 20 tuổi, nhưng thực lực lại khủng bố cùng cực, vô địch cùng cảnh giới. Nàng kêu cái gì? Cổ can tò mò hỏi. Mà Cam Na nghĩ nghĩ không biết kêu cái gì chỉ biết là họ cổ là cái kia dị mang thế giới một cái cường đại gia tộc cô càn khóe miệng lộ ra nụ cười là mình tuyết lì lão bà không thể nghi ngờ không nghĩ tới đi vào dị vực đại lục còn có thể nghe được tuyết lì lão bà tin tức xem ra nàng là nhất chiến thành danh cho cổ tộc tăng không ít người khí trò chuyện hết bác quái cái kia nói chuyện chính sự cổ càn ánh mắt nhìn về phía đại an kỳ thật ta còn có một cái khác tầng thân phận ta muốn biết ngươi là có hay không có thể đại biểu ngươi thế lực sau lưng để nói nói chuyện hợp tác nhưng đại an lại của quyết cự tuyệt ta không muốn cùng hắc ám sinh linh đợi cùng một chỗ nhân loại hợp tác bất quá vẫn là cảm ơn ngươi cứu được tín ngưỡng của ta thế giới là ngoại lai giả hy vọng ngươi tuân thủ quy tắc trở lại thế giới của ngươi không nên quấy dày cái khác thế giới vận chuyển bình thường quy tích đối mặt kiêu ngạo như thế coi trời bằng vuông người chim cô càn cũng không tâm tình cùng nàng nói chuyện hợp tác ha ha đã như vậy cái kia quấy dày cổ càn bay lên trên đi bay thẳng đến ra cửu tiêu mái vòm sau cùng xuyên qua cái này thế giới giới mang ở bên người, mà Cam đi sát đằng sau cổ can, cùng nhau rời đi cái này thế giới. Đối với mà Cam Na tôi nói, không có có bất kỳ vật gì, bị cổ làm càng có sức hấp dẫn. Đã bị mê thành thiểu năng trí tuệ nàng, lúc này đầy trong đầu đều là không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Không chỉ có là nàng, thì liền cổ can lúc này cũng rất kích động, không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp mị ma mùi vị. Mà lại có một số việc trước xong tu về sau, lại càng dễ nói thành. Còn trông cậy vào theo mà Cam nơi này mở ra dị vực đại lục mậu dịch lỗ hỏng thân ở tại hư vô không vực bên trong rất dễ dàng mất phương hướng hai người tùy tiện tìm cái thế giới lấy cho làm chăn lấy đất làm giường bắt đầu một trận vượt qua giới vực song tu bắt quá cổ cán rất nhanh ngay ngần cả người chờ một chút mười phần đến có hai mươi điểm không thích hợp mà cam na tiểu thư ngươi có thể nói cho ta biết ngươi xử nữ âm nguyên vì cái gì vẫn còn chứ là tu luyện một loại nào đó đỉnh cấp công pháp sao tại cổ cán trong tiềm thức mị ma đều là việt nam vô số sinh vật lấy song tu làm vui nhưng vì cái gì chính mình còn có thể cảm nhận được mà cam na xử nữ âm nguyên chẳng lẽ mà cam na giữ mình trong sạch vẫn là nói tu luyện một loại nào đó có thể tái tạo âm nguyên đỉnh cấp bí pháp cô càng càng có khuynh hướng cái sau dù sao một người tu luyện đến sinh đế cảnh mị ma làm sao cũng phải đạt thành vạn nhân trảm thành tựu nói không chừng chủng tộc không giới hạn trong nhân tộc chính mình cùng mà cam na cũng chỉ là chơi đùa thể nghiệm thể nghiệm mị ma tư vị nhưng sử nữ âm nguyên cái đồ chơi này không phải đùa diễn đại biểu là nữ tính thuần khiết cùng đời này lần thứ nhất có thể một cái mị ma làm sao cũng cùng thuần khiết chịu không vào đề đi mị ma cũng không nghĩ tới cổ càn không chỉ có ngừng lại còn đem y phục cho mặc xong càng thêm cảm giác đến lựa chọn của mình không sai của nhiên cùng các tiền bồi nói như vậy dựa vào bản năng lựa chọn không có sai không có á là lần đầu tiên chúng ta mị ma cũng không phải là như người nghĩ đương nhiên người nghĩ loại kia mị ma tại tộc ta bên trong chiếm cứ đại đa số mà ta khác biệt ta đều là dựa vào huyễn cảnh cho khác phải chế tạo tưởng tượng cũng có thể mức độ lớn nhất thu hoạch năng lượng toàn bộ quá trình cũng sẽ không có tiếp xúc mà canna càng như vậy nói cổ can mặc quần áo tốc độ thì càng nhanh khủ phụ nghi không ra mà canna tiểu thư như thế giữ mình trong sạch là ta lấy lòng tiểu nhân đó bụng quân tử nói đùa tại cổ cả nơi này cướp đi xử nữ âm nguyên là phải chịu trách nhiệm bạn chuẩn bị xem nữ trình nắm chắc không được để tra đến tập 139. đã mà canna không phải hành vi phòng túng mị ma cổ can liền không thể cướp đi nàng xử nữ âm nguyên Đối với cổ càn tới nói, dù là mà Canna chỉ song tu qua mấy lần, cổ càn cũng sẽ không do dự, càng sẽ không để ý, có thể yên tâm tới song tu, không cần lo lắng cần phải chịu trách nhiệm sự tình. Nhưng sửa nữ âm nguyên vẫn còn, liền cần cường điệu suy tính. Lại mà Canna không giống cơ nguyệt hoàng, cổ tuyết ly như thế, có thể mang đến cho mình trợ giúp cực lớn. Tại kén vợ kén chồng phương diện này, cổ càn cũng sẽ không coi trọng chính mình. Muốn là gặp nữ thì thu, vậy hắn cổ càn cùng những cái kia ngựa giống khí vận chi tử, có cái gì khác nhau? Không sao, ta không ngại, cũng không cần ngươi vì ta phụ trách, đây đều là ta cam tâm tình nguyện. Mà cam na mị nhãn như tơ, trong mắt yêu thương đều muốn kéo, nhưng cổ càn đã đem y phục mặc tốt. Loại chuyện này đối với ta mà nói, không là phụ trách không phụ trách vấn đề, ta không qua được tâm lý khảm. Mà cam na tiểu thư, việc này cố nhiên ngươi tình ta nguyện, nhưng một khi làm, phần này nhân của nhưng là kết, không phải một câu đơn giản không cần phụ trách, liền có thể phủ nhận. Mạc cam na vừa đen đôi chân dài bày biện cực kỳ mị hoặc tư thể yêu thương như thủy triều có thể ta thật vô cùng thích người đông phương tiên sinh cầu ngươi để cho ta thể nghiệm thân là nữ tình khóa lạc đi cổ càn trực tiếp niệm động đỉnh cấp bí pháp thanh tâm chú để mà cam na tâm tình khôi phục lại bình tĩnh khôi phục tỉnh táo về sau thế nhưng là thân là giống cái bản năng vẫn như cô đối cổ càn sinh ra vô hạn mỹ hảo dù sao bị cổ càn mê thành thiểu năng trí tuệ không phải khen trương câu sự kiện này như vậy dừng lại chúng ta tới nói nói chuyện hợp tác chắc hẳn ngươi cũng đã đoán được thân phận chân thật của ta không tệ xác thực đến từ trong miệng ngươi dị bang thế giới bất quá đối với ta mà nói không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh hằng ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác trước hết theo các người mị mà nhất tộc bắt đầu mà cam na nhìn lấy cổ càn trong mắt tuy nhiên vẫn là có nông hậu dày đặc yêu thương bất quá còn không đến mức mất lý trí đối với cổ càn tự bạo thân phận xác thực vượt quá mà cam na đoán trước trên thực tế nàng cũng không hiểu biết cổ càn thân phận chân thật con tưởng rằng cổ càn thật là một cái cực kỳ sắc thái truyền kỳ kiếm sĩ người muốn làm sao hợp tác cổ càn mỉm cười cái này muốn nhìn ngươi là có hay không tín nhiệm ta xét thấy ngươi bộ tộc này đặc thủ tính ta muốn ngươi mị ma tộc một nhóm tộc nhân mang về đến ba ngàn đạo châu bắt đầu làm cực nhạc mị ma quán cổ càn mà nói vượt quá ma cam na đoán trước bất quá đề nghị này xác thực quá mạo hiểm hơi không cẩn thận bị cổ càn mang đến tộc nhân đều có bị giải phẫu nghiên cứu tính nguy hiểm ma cam na câu mày trận này giới vực chi chiến đã kết thúc các người ba ngàn đạo châu tu hành giả đã biết được ta mị ma nhất tộc tồn tại bây giờ chính vào đối trọi đối dâu khẩn trương thời khắc người bằng vào ta mị ma tộc tộc nhân vì mảnh lưới sẽ chỉ thu nhận người ba ngàn đạo châu những sinh linh khác đổ sát mà cam na lo lắng là lớn nhất khó khăn dù sao bây giờ dưới vực thiên kiêu chi chiến đã tiến hành một trận hắn và mị ma giao thủ qua thiên kiêu khẳng định đối với mị ma cái này một chủng tộc trí nhớ sâu hơn muốn là lúc này khai sàng lấy mị ma vì mảnh lưới cực nhạc mị ma quán còn không phải bị ba ngàn đạo châu sinh linh mở ra đối với cái này tự nhiên có cách đối phó muốn phải giải quyết vấn đề này lại cực kỳ đơn giản tựa như là tại địa cầu viêm hoàng mở ký viện tự nhiên là không hợp lý lại vi phạm sẽ bị tào hoàng đánh dụ mà vì cái gì ký viện lại vĩnh viễn cũng đánh không sạch sẽ không phải là có chỗ nhu cầu mà nhất là một ít quan phương người còn có thể làm ông dù dù sao bọn hắn cũng có phương diện này nhu cầu cái này dễ giải quyết ta có thể giải thích thành các người mị ma tộc tộc nhân là thông qua vết nứt không gian nhập cư trái phép tới bị ta bắt được ta cổ tộc tại ba ngàn đạo châu vẫn là có địa vị nhất định bảo hộ ngôi tộc nhân an toàn một chút vấn đề cũng không có cổ can lời thể son sắc cam đoan lấy cổ tộc tại ba ngàn đạo châu địa vị cho một đám mị ma làm ông dù dư xài chỉ cần đối mị ma có tuyệt đối trường khống thế lực khác thì sẽ không làm khó mị ma ngược lại sẽ đến thật tốt thử đi thử đi mị ma tộc tư vị cổ tộc người này cũng là người cổ tộc Mạc Cam Na vung tay lên, lấy ma khí ngưng tụ ra cổ tuyết ly bức họa. Cổ cán nhẹ gật đầu, không tệ, nàng chính là ta cổ tộc thiếu tộc trưởng, thực lực thông thần, muốn đến đem bọn ngươi thiên kiêu khi dễ rất thả má. Mạc Cam Na trong mắt mang theo kính sợ, nàng rất mạnh, có thể bồi dưỡng ra dạng này thiên kiêu, ta tán thành các ngươi cổ tộc thực lực. Bất quá sự kiện này ta cần phải đi xin chỉ thị ta mị ma tộc nguyên lão, dù sao chuyện rất quan trọng. Cổ cán nhẹ gật đầu, có thể lý giải, bất quá ta vẫn còn muốn xin khuyên một câu, cùng ta cổ tộc hợp tác, đem là các người mị ma tộc may mắn lớn nhất giống như ta vậy đặc thù thể chất tại chúng ta thế giới kia còn có rất nhiều suy nghĩ thật kỹ thể chất của chúng ta có thể cho các người mang đến cỡ nào to lớn ích lời nghe được cổ càn nói như vậy mà căn na ánh mắt nhất thời lại kéo vừa mới cổ càn thoát y bảo lúc nàng nhìn thấy cổ càn tiểu càn quá hùng vĩ to lớn căn bản không muốn tưởng tượng muốn là chính mình sẽ có sảng khoái hơn mà lại cổ càn nói giống hắn dạng này làm cho mị ma nổi điên thể chất thế giới kia còn có rất nhiều chỉ là suy nghĩ một chút Mặc cam na chân thì như nhũn ra ta sẽ nghiêm túc suy tính cô cắn nhẹ gật đầu sau đó trao đổi truyền tin ngọc giản chỉ cần thân ở cùng một giới vực liền có thể liên hệ đến bất quá muốn là ngăn cách vô hạn xa xôi hư vô không vực vẫn là đừng muốn liên lạc cô cán đem cổ kiếm tà tông kiếm tu nhóm đều phóng ra làm sao tiến vào hư vô không vực rồi ta dựa vào cực phẩm yếu nữ trực tiếp nhìn lập chịu không được kiếm của ta muốn khát máu đừng gào đây cũng là đại nhân coi trọng mục tiêu ta kiếm tu nhóm nhìn đến cam Na, môi cái mắt bốc lục quang vốn là tà kiếm tu phổ thông đạo đức quy tắc ước thúc không được bọn hắn nếu không phải cổ cán trấn nhiếp bay ở cái này bọn hắn chỉ sợ sớm đã hóa thân sắc bên trong sói đói nhìn đến như thế một nhóm tà ý nổi bật ta kiếm tu xuất hiện mà canna cũng lấy làm kinh hãi bọn hắn là cổ càn giới thiệu nói đây đều là ta người tại ba ngàn đạo châu phạm tội đợi không được nữa giới vực chi chiến kết thúc ta cũng cần phải trở về bọn hắn thì giao cho người chiều cố chỉ cần cho bọn hắn cung cấp thi triển bình đài bọn hắn có thể sống so với ai khác đều tốt Đương nhiên, ngươi cũng có thể để tộc nhân của ngươi chơi đùa với bọn họ, không cần lưu tình. Mà hai mắt tỏa sáng, như thế một nhóm sinh long hoạt hổ nhân loại, nếu có thể thu thập được tinh khí, tuyệt đối là chuyện tốt một cọc. Sau cùng rời đi trước, cổ cán xuất ra một cái ngọc giản, bên trong là Lý Uyển Nhi thân ảnh. Không biết ngươi có nàng manh mối sao? Lý Uyển Nhi mất tích tại vết nứt không gian, có lẽ đã tiến vào dị vực đại lục, lại hoặc là ở đâu cái tiểu thế giới. Mà tiếp nhận ngọc giản, bị Lý Uyển Nhi xuất chúng kiếm tu khí chất chỗ tinh phục, ánh mắt có chút u án là bởi vì cái này nữ kiếm sĩ ngươi mới không tiếp thụ ta sao cổ còn cười ha hả nàng là ta một cái hậu bối không có quan hệ gì với nàng giúp ta hỏi thăm một chút tin tức của nàng cảm ơn bạn chuẩn bị xem nữ trình nắm chắc không được để tra đến tập 140. trăm ba đạo châu cổ tộc khoảng cách giới vực thiên kiêu chi chiến đã qua mấy cái ngày thời gian nguyên bản có quan hệ cổ tộc chủ đề không chỉ có không có bị thời gian hòa tan ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng ngược lại không phải là cổ tộc lại như thế nào như thế nào mà chính là cổ tộc thiếu tộc trưởng tại giới vực thiên kiêu chiến trường phía trên cho thấy vô địch cùng cảnh giới thực lực kinh khủng dù là vẫn chỉ là tổ giới cảnh nhưng lại treo lên đánh cùng cảnh giới bên trong hết thảy sinh linh mặc kệ là ba ngàn đạo châu bên này vẫn là thần ma đại lục chủng tộc khác tối cường giả đều không ngoại lệ toàn bộ treo lên đánh cho dù là thần ma đại lục sử dụng cấm ma châu áp chế tu vi thế hệ trước cường giả cũng đều bị cổ tộc thiếu tộc trưởng treo ngược lên trùy hắn chỗ cho thấy thiên phú so với cổ không càng thêm mịch thiên cổ khôn hoang cổ chân thần xác thực vô địch nhưng cũng chỉ có một phút đồng hồ thôi có thể cổ tuyết ly dù là không thực chiến bí pháp bình thường chiến đấu lực cũng căn bản không người có thể so lại trọng yếu nhất chính là bây giờ cổ tuyết ly mới tố giới cảnh lục trọng thiên mà thôi một khi trưởng thành đến diễn hư cảnh thậm chí diễn chân cảnh tối cường thiên kiêu danh xưng đem rơi vào cổ tộc đỉnh đầu chiếu loại này xu thế đi xuống đừng nói ba ngàn đạo châu đệ nhất thiên kiêu cũng là trấn áp một thời đại cũng dễ như trở bàn tay bất quá chỉ là như thế một cái tuyệt đại phong hoa vô song thiên kiêu mạnh nhất thiếu tộc trưởng Lúc này ngay tại cổ càn tộc trưởng tiểu thế giới bên trong, dỗ dành nhi tử, cho nhi tử cho bú. Bảo bảo ngoan, mẫu thân ở đây. Người cái kia không biết lại chạy đi chỗ nào lêu lồng lão cha, đoán chừng lại tại cho người tìm tam nương, tứ nương, mũ nương đâu. Cổ tuyết ly ánh mắt tràn đầy oán khí, hiển nhiên đối với chậm chạp chưa trở về cổ càn, có rất lớn ý kiến. Hoàng phủ thi văn nâng cao mang thai bụng, ở một bên vì cổ càn giải vây. Tuyết ly tỉ tỉ, phu quan hắn sự tình nhiều, chúng ta phải hiểu mà. Cổ tuyết ly lắc đầu người nhà cũng là yêu đường não một khi rơi vào bể tình thì không phân rõ phương hướng chúng ta là trên một cái thuyền muốn đứng tại cùng một trận tuyến chúng ta phải gây áp lực cho hắn cho hắn biết còn có cái nhà này tại lão bà hải tử đều móng chung hắn không phải vậy ngươi hãy chờ xem sớm muộn tiểu thế giới này đều phải kín người hết chỗ khắp nơi đều là oanh anh yên yến chỉnh ra một cái quân đội đến anh hoàng phủ thi vân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu lúc này một đạo cởi mở thanh âm tại hai nữ bên tai vang lên ta làm sao nghe được ta ra nương tử nói xấu ta tới cổ càn thông qua huyền thiên thần điện truyền đến tọa độ trực tiếp truyền tống về cổ tộc một lần tộc thì không kịp chờ đợi muốn cùng hai cái thơm nào mạt lão bà giàn gián cổ càn một tay ôm lấy cho bú cổ tuyết ly tay kia ôm lấy nâng cao mang thai bụng hoàng phủ thi vân chỉ cảm thấy trong lòng trước nay chưa có phong phú cho dù là tại địa cầu nhà đều không có hiện tại để cổ càn sinh ra trước nay chưa có lòng trung thành đây chính là nhà tư vị là như thế làm người an tâm cũng càng thêm kiên định cổ càn muốn để cổ tộc trở thành ba ngàn đạo châu bá chủ dù là đến cổ hồng hoang cũng không có có bất kỳ một thế lực nào dám khinh thường trình độ nếu không thực lực một khi lạc hậu tiện thể chắc chắn sẽ bị xem như bánh kem cho chia cắt đến khi đó thì liền lão bà của mình cũng sẽ luân vì người khác đồ chơi biến thành những cái kia đại lão cấp tồn tại lâu đỉnh không thể trách cổ càn nghĩ tà ác thật sự là cái này thế giới vốn là mạnh được yếu thua không muốn lão bà của mình luân vì người khác khổ nhân phía dưới nhân chơi nhân vật thì được bản thân mạnh lên mới có thể bảo vệ cái này một mẫu ba phần đất Cổ Tuyết Ly đang muốn nói chuyện, đột nhiên tại cổ cán trên thân hít hà, nhớ lên đẹp mắt đôi mi thanh tú, ta ngửi thấy một cổ rất gần nhà mùi vị, không giống như là hồ ly tình yêu tộc mùi vị, rất đặc thù. Một lát sau, Cổ Tuyết Ly bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi, là tại giới vực thiên kiêu chiến trường phía trên, gặp phải thần ma đại lục mị ma. Cổ ca lùng túng ho khan một cái, nhà mình nương tử thân là thanh liên tạo hóa thể, cái này cái mũi cũng không tránh khỏi quá linh mẫn. Hoàng phủ thi vân ánh mắt cũng không tốt, con tưởng rằng cổ càng có nhiều việc, không nghĩ tới không chỉ có lại tại chiêu hoa gẹo nguyệt còn chạy tới thần ma đại lục đi chiêu hoa gẹo nguyệt tuy nhiên không biết cái này mị ma là thứ đồ gì nhưng nghe tên liền biết là cái gì trùng loại cợt nhà nhân hàng cổ tuyết ly ngoài cười nhưng trong không cười tay ngọc nắm chặt cổ can bên hông thịt ta hảo phu quân ta ở bên ngoài vì ngươi cùng hải tử còn có cổ tộc liều sống liều chết ngươi ở nhà mang hải tử cứ như vậy không chịu ngồi yên chạy tới thần ma đại lục cùng mị ma song túc song phi ô ngục cổ cán nuốt một ngụm nước bọt lập tức thề lão bà hiểu lầm vô cùng lớn hiểu lầm ta lần này ra ngoài tuyệt đối không có cùng bất luận cái gì sinh linh song tu ta nguyện lấy tự thân đạo đổ thề các cổ can biểu lộ không giống làm giả cổ tuyết ly lúc này mới coi như thôi hừ cổ tuyết ly mềm mại hư một tiếng một thanh bóp lấy tiểu càn uy hiếp nói người lớn nhất thật là thành thật điểm hùng bu mới hơi lớn như vậy thì vân còn mang mang thai nếu như bị ta bắt đến người ăn vụng hư hư cổ can bị đau liên tục can đoan chính mình đối lão bà tuyệt đối trung tâm là lão bà ngưu mã bất quá cổ tuyết ly nhẹ buông tay mở cổ can lập tức đảo khách thành chủ đem cổ hùng bưu ném cho hoàng phủ thi vân chiều cố hoàng phủ thi vân mang thai phục dụng rất nhiều đỉnh cấp bảo vật về sau cho dù còn chưa sinh sản nhưng cũng bắt đầu chưa bí sữa Khuyên thiên thần tôn tiền bối ta nhìn ngươi thực sự quá phách lối không thể nói được ta cổ mỗ muốn hung hăng giáo dục ngươi để ngươi minh bạch làm như thế nào cùng phu quân nói chuyện vốn là tại mà can na chỗ đó tức sôi ruột khí lúc này về nhà nhất định phải hung hăng phát tiết ra ngoài Huyền Thiên Thần Tôn, còn không mau mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hô ba ba. Lão bà quá cường thế làm sao bây giờ? Hơn phân nửa là lương thực nộp thuế không có dao, hung hăng sủng ái nàng liền tốt. Hô, bị dày vào thảm cổ tuyết ly là nửa điểm oán khí đều không, chỉ hận hoàng phủ thi vân mang thai, không thể làm loạn, không phải vậy nhất định kéo qua chia sẻ áp lực. Lão công người tốt nhất rồi, phu quân, thả tuyết ly đi, thật không thể còn như vậy. Thu, ta mặc kệ ngươi, thu nhiều mấy cái cũng không có việc gì. Phu quân, Ván người, lại tìm mấy cái muội muội đi. Cổ càng có thể rất ưa thích cổ tuyết ly thân thể, non nớt cùng thành thục kết hợp thể, mà lại thân có thanh liên tạo hóa thể loại này đỉnh cấp thể chất, da mồ hôi, đều là thơm như vậy ngọt ngon miệng. Lần này cổ tuyết ly tại giới vực thiên kiêu chiến trường phía trên biểu hiện, có thể nói là cho cổ tộc trên mặt dán đầy kim, để hắn cổ tộc lần có mặt mũi, nhất định phải hung hăng khen thưởng. Thì liên tại phía xa thần ma đại lục đều cả nghe nói cổ tộc thiếu tộc trưởng cường đại vô cùng là đem cổ tộc uy danh triệt để đánh ra ngoài ngay sau cùng thần ma đại lục sinh linh hợp tác cũng sẽ thuận tiện rất nhiều liên lấy lần này cùng mặc cam na đại biểu mỹ ma tộc hợp tác nói chuyện cổ tộc mặc cam na liền biết cổ tộc cường đại em là cho dù đổi thành mạnh hơn thông huyền đế triều mà cam na cũng sẽ muốn người chứng minh thông huyền đế triều mạnh bao nhiêu